Theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái lô dây điện vàng nhé. Các bác lên cho em là dây điện vàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Lô này về thì cái kích thước của nó chiều dài thì sẽ là từ 20 đến 30 mét nhá. Hàng về theo lô và cái giá thì rất là tốt cho các bác rồi. Đấy. Đợt này thì hàng về cho bác giá chỉ còn là 190.000 thôi, 190.000 cho một cuộn dây điện như này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hàng của Nhật nhá. Dây của nó thì nó sẽ là dây 1.5 nhá, dây 1.5 và dây siêu mềm luôn, dây 1.5 dây siêu mềm. Chiều dài của nó thì nó sẽ là từ 20 đến 30 mét, hàng về tùy theo lô. Đấy, hàng về tùy theo lô và từ 20 đến 30 mét. Và giá thì sẽ là 190.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng. Dây điện vàng này. Dây điện vàng. Dây điện vàng. Lõi là 1,5 ly nhá, 1,5 ly. Chiều dài thì từ 20 đến 30 mét, hàng về tùy theo lô. Giá sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Đó, 190.000 cho một cuộn dây điện vàng như này thôi. Đấy. Đầu kết nối của nó thì có đèn báo này, có đèn báo nhá. Đấy, và có 5 ổ cắm luôn, có 5 ổ cắm như này. Đấy, phần kết nối thì đều bằng đồng hết nhá. Giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là đây, đầu ổ cắm đây. Giá chỉ có cho các bác là 190.000 thôi, 190.000 cho một cuộn dây điện vàng như này. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Các bác lên cho em là dây câu bình thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai dây, một dây màu đen, một dây màu đỏ. Các cái phần kết nối này đều là bằng ấy hết này, đều bằng đồng hết này, bằng đồng kẹp cực kỳ chặt luôn. Kẹp rất là chặt các nhá. Thì các bác kết nối nó không bị mo ve. Và chiều dài thì từ 2 đến 3 mét, từ 2 đến 3 mét. Đó, đựng trong một cái túi như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Và các bác có thể mua để bỏ lên ô tô, mình đề phòng khi mà ô tô bị hết ắp quy nhá, hết ắp quy thì các bác có thể câu từ xe nọ sang xe kia. Lên cho em là dây câu bình nhá, dây câu bình. Đấy, dây câu bình giá thì chỉ có cho bác là 180.000 thôi. 180.000 cho một cái sợi dây câu bình như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là các cái mẫu dép đi trong nhà nhá. Đấy, dép đi trong nhà đây. Các bác lên cho em là dép đi trong nhà. Đấy, thì cái này nó sẽ là free size, nam nữ đều đi được hết, màu nào cũng ok hết nhá. Và giá thì chỉ có 35.000 cho một đôi dép đi trong nhà như này thôi. Đấy, đế lót nhung này, đế lót nhung và bằng cao su. Cao su có dập phân chống trơn trượt nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Taniru U này. Đấy. Hàng rất đẹp và rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Và cái giá thì sẽ là 35.000. 35.000 cho một con dép đi trong nhà như này. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, dép đi trong nhà nam nữ đều đi được cả, thế nên là các bác yên tâm. Đó, lên cho em là dép trong nhà nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng vải này. Đấy, đi mùa đông thì rất là tuyệt vời luôn, ấm chân và rất là sạch sẽ nhá, nhẹ nhàng, sạch sẽ, siêu nhẹ luôn. Giá chỉ có 35.000 thôi. Lên cho em là dép đi trong nhà nhá. Giá sẽ là 35.000, rất tiện ích luôn. Đấy, các bác có thể mua về cho cả nhà mỗi người một đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cốc tự khuấy nhá. Giá sẽ là 90.000. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ sử dụng một cái dòng pin con thỏ loại nhỏ đây. Các bác lắp vào đít này cho em. Đấy, lắp vào đít này cho em. Đó. Lắp vào đít này là mình sử dụng nhá. Đấy, các bác tháo cái gioăng cao su đi ra, lắp pin vào đít này cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, và ở đây nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường này. Các bác bỏ vào là nó sẽ đẩy vào giữa này và nó sẽ tự quay nhá. Đấy, có pin vào, lắp pin vào nó tự quay thôi. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá. Các bác dùng để pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt cũng rất là ok. Cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho con cốc tự khuấy như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Đấy, các bác thấy không? Nó khuấy rất là ngon luôn. Rất là tuyệt vời các nhá. Đó, để khuấy cà phê rồi các loại khác rất là ngon luôn. Lên cho em là cốc tự khuấy. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Ở đây họ đang bán 100.000 thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thế này thì giá sẽ là 140.000 và các bác lên cho em là bộ 5 cái nồi nhá. Bộ 5 nồi như này. Giá chỉ có 140.000 thôi. 140.000 mà các bác nhận được tới là 5 cái nồi liền. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là vừa phải thôi, không quá dày đâu. Đấy, không dày cũng không mỏng, nói chung là vừa phải. Thì nó sẽ là nồi nào vung đấy như này, nồi nào vung đấy như này các bác này. Rất là tiện ích luôn, các bác có thể dùng để mình đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Cái này thì em chỉ khuyến khích các bác là để đựng thực phẩm, đựng thức ăn thôi.
đấy, đựng thực phẩm, đựng thức ăn thôi, chứ còn nấu thì không nên nấu, tại vì là cái đít của nó không được dày lắm thì các bác nấu là sợ nó bén. Đấy, sợ nó bén thì kích thước của nó là từ 24 đến 16 nhá. Đấy, từ 24 đến 16, nồi nào vung đấy chị em. Và khi các bác sắp vào thì nó rất là gọn. Đấy thì mình sử dụng để đựng đồ ăn này, đồ ăn thức uống này, thực phẩm trong nhà này, rất là ok luôn, chế biến thực phẩm thức ăn. Cái này của nó là đang bọc túi bóng nhá, còn khi các bác giở túi bóng ra là nó rất là đẹp luôn. Đó, đây sẽ là con to nhất này là 24 này, 24 nhá, nồi nào vung đấy luôn. Đấy, tiếp theo là con này nó sẽ là 22 này. Đấy, 22, tiếp theo nữa nó sẽ là một con 20 này, 20 cho đến con 18 này và đến con 16 này. Nồi nào vung đấy luôn. Ưu điểm của dòng này thì cất đi nó rất là gọn, các bác chỉ cần sắp vào thành bộ như này thôi là mình cất đi cho em. Lúc nào cần dùng thì mình giở ra. Đấy. Liên cho em là bộ cái này là cái gì nhỉ? Bộ nồi 5 món nhá, bộ nồi 5 món. Bộ nồi 5 món giá bao nhiêu? 140k nhá, 140k cho cái bộ nồi 5 món như này. Đấy. Các bác có thể đựng thực phẩm, đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Còn cái này thì không nên nấu bếp nhá, còn nấu bếp thì cũng nấu được thôi. Nhưng mà không nên, tại vì cái độ dày của nó là vừa phải thôi. 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con máy thái rau nhá. Đấy, máy thái rau thì đây nó sẽ là một con máy như này. Rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình thái rau này rồi chế biến rau các thứ đều ok hết. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy như này, một thân máy như này, và các bác lắp cái lưỡi vào đây xem, lắp cái lưỡi vào đây. Sau đó thì mình xoay như này. Đấy, và ở đây thì khi các bác cho vào thì mình sẽ dùng cái này mình đẩy nó xuống, rất là tiện ích luôn. Lên thì em là máy thái rau nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Tay công như này, con này thì thái bằng tay thôi chứ không phải dùng bằng máy đâu. Đây em sẽ có máy thái rau bằng tay nhá. Đấy, giá thì sẽ là 100.000 tròn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái cách sử dụng, nó rất là dễ dàng và tiện ích luôn. Máy thái rau bằng tay giá sẽ là 100k. Đấy. Máy thái rau này, thái rau bằng tay giá sẽ là 100k nhá. Con này trước em bán 80.000. Lô này hàng về thì cao cấp hơn, chất lượng hơn cho nên là giá sẽ tốt hơn một chút, là 100.000 các bác nhá. Đó. Máy thái rau bằng tay, đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Dễ dàng đến vậy, chỉ cần cho món cần thái vào máy, sau đó dùng tay nắm đè cũng đồng thời quay phần trục tay là những lát đồ ăn đều tăm tắp được cho ra lò. Sản phẩm còn có thể bào sợi và thái nhỏ rau củ rất nhanh chóng. Sản phẩm đã có ở TikTok Top, việc thái lát, thái sợi rau củ. Mọi người ơi. Nếu có ai đó hỏi mình. Mọi người ơi. Đấy, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đó, máy thay rau bằng tay. 100.000 các bác nhá. Ok. Hello. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và thân người các bác nhá. Đó. Em Phạm Huấn lại quay trở lại. Lợi hại hơn xưa, giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhé. Đó, sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ cưa kéo nhá. Bộ cưa kéo cứ bỏ lên kia cho anh kiểm tra xong ấy. Bộ cưa kéo như này thì bên em bán theo combo nhá. Combo là 4 món như này sẽ là 160.000 các bác này. Đấy, combo 4 món 160.000 cho các bác luôn. 160.000 cho 4 món như này. Đấy, và em sẽ giới thiệu chi tiết từng món một và cũng có bán lẻ luôn nhá. Đấy. Thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em cái con này, nó sẽ là kéo cành cam này, kéo cành cam. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng này đều hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Hàng made in Japan con này, made in Japan. Chuyên để con này chuyên để các bác cắt cây, cắt cành, tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm cực kỳ là ngon luôn, cắt rất là ngọt nhá. Kéo sắc cắt đằm kéo rất là ngon luôn nhá. Đó, đây các bác này. Con này thì các bác lên cho em là kéo cành cam, hàng thép SK5 made in Japan con này, made in Japan. Thép SK5 không gỉ nhá. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một con kéo cành cam như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k. Đó. Lên cho em là kéo cành cam nhá. Kéo cành cam này, giá sẽ là 70k cho một chiếc kéo cành cam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái kéo tỉa này. Đấy, cũng hàng made in Japan luôn, hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan. Đấy thì con này các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 50.000. 50.000. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, nó sẽ là màu inox sáng bóng đẹp như này. Mua lẻ thì con kéo tỉa inox này sẽ là 50.000 nhá.
hàng made in Japan con này. Đấy, chữ made in Japan khắc chìm luôn các bác nhá. Đó. Giá con này sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Con này thì các bác dùng để tỉa răm này. Đấy, tỉa răm rất là ngon luôn con nhá. Đó, tỉa răm. Đây con này. Đấy, tỉa răm rất là ngon luôn. Đấy. Cắt tỉa răm thì con này rất tuyệt vời luôn. Con này thì giá nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox. Hàng made in Japan con này. Đấy. Lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50.000 này, 50.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con cưa lách này. Đấy, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Đây. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con cưa lách như này. Giá của nó sẽ là con cưa lách này là bao nhiêu nhỉ? 40.000 nhá. 40.000 cho một con cưa lách như này. Đấy, các bác lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách. Giá sẽ là 40.000. Hàng của nó cực kỳ chất thép của nó hơi bị ngon luôn các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn. Không sợ bị gãy gập nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con cưa lách như này. Lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách giá sẽ là 40.000. Đó, các bác lên mã giúp cho em đó là cưa lách này. Cưa lách này. Giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho con cưa lách như này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con cưa gấp này. Đấy, con cưa gấp. Hàng cũng của Nhật nhá, Japan này. Đó, made in Japan như này. Con này thì nó sẽ về theo lô, có lô thì dài là 25 cm, có lô là 30 cm nhá. Đấy thì hàng về lô nào em gửi lô đấy thôi. Giá con này thì sẽ là con cưa gấp này là bao nhiêu? 50.000 nhá, 50.000 cho một con cưa gấp như này. Đây. Đấy các bác thấy không? Đấy, rất là ngon luôn các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn các bác thấy không? Chất thép của nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Uốn cong thoải mái các bác này. Đấy, vặn ngược vặn xuôi thoải mái nhá. Đấy, không dùng nữa các bác, gấp gọn vào cho em. Cực kỳ chất lượng luôn, tanh tách luôn các bác nhá, rất là ngon. Cưa mở hình hạt bòng như này, khi các bác sử dụng thì nó rất là tuyệt vời nhá. Đấy, cưa mở hình hạt bòng như này. Đó, khi các bác dùng thì nó rất là tuyệt vời, rất là dễ cưa. Đấy, hình hạt bòng như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Con này thì các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá, cưa gấp này. Lên cho em là cưa gấp. Cưa gấp giá của nó sẽ là 50.000 cho một con cưa gấp như này nhá. 50 cành cho một con cưa gấp như này. Đó, thì combo cho các bác bao gồm là 4 món như này nhá. Đấy, nếu các bác mua 4 món như này thì giá của nó sẽ là 160.000, 160.000 cho 4 món như này. Đấy, giá sẽ là 160.000. Các bác lên cho em là bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Bộ cưa kéo. Bộ 4 món cưa kéo này, 4 món cưa kéo, 2 cưa và 2 kéo. Giá sẽ là 160 cành nhá. 160.000 cho bộ 4 món cưa kéo. Rồi ok. Nha. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con sản phẩm đó là cái con đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Con này thì chức năng của nó thứ nhất là làm đèn ngủ, thứ hai là có tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy, rất là đơn giản về nhà các bác, chỉ việc là cắm vào điện là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích nhá. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 này cho em này. Đấy. Đây. Thì nó sẽ có chức năng là vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn đuổi muỗi nhá. Đấy, vừa làm đèn ngủ làm đèn đuổi muỗi luôn. Con này thì nó sẽ là cảm biến nhá. Ban đêm thì nó với sáng không nhá. Ban đêm thì nó với sáng, còn là ban ngày thì nó không sáng đâu. Lưu ý các bác như vậy cho em. Không, về nhà các bác bảo sao lại không thấy đèn ngủ lên, thì các bác cắm ban ngày thì nó chỉ lên cái đèn báo như này thôi. Đấy, còn ban đêm thì cảm biến nó sẽ lên thì nó sẽ đèn ngủ nó sẽ sáng nhá. Đấy. Thì lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Con này thì giá của nó sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Rất là tiện luôn. Vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn đuổi muỗi luôn. Đó. Đèn ngủ đuổi muỗi này, đèn ngủ này. Đó. Đuổi muỗi luôn, có chức năng đuổi muỗi luôn nhá, đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đó. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ. Giá chỉ có 45.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái kéo cắt may nhá. Các bác lên cho em là kéo may. Con này thì chiều dài của nó sẽ là vào khoảng là phần lưỡi này thì vào khoảng là 13 cm. Và con này chiều dài tổng thể của nó vào khoảng là hơn 30 cm. Và kích thước của nó là 12 inch. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan con này. Đó, made in Japan.
hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây các bạn này, đấy, con này dùng để cắt may thì tuyệt vời luôn đấy. Bác nào làm thợ may này, làm nghề này, dùng con này rất là chấm hết luôn các nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá rất là hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là một cái con kéo cắt may như này, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi nhá, 160.000 cho một con kéo cắt may như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kéo may nhá. Kéo may, giá của nó sẽ là 160k. Đó. Kéo may này, giá của nó sẽ là 160k cho một con kéo may như này nhá. 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là keo dán giày. Đấy, con này thì rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 15.000 cho một lọ keo này thôi. Dòng này của nó sẽ là dòng keo tan chậm như này nhá, keo tan chậm như này. Thì khi các bác sử dụng thì nó rất là dễ dàng. Đó, à, keo khô chậm thì các bác sử dụng là không sợ bị dính tay này. Và khi các bác bôi lên như này, đấy, cho bôi vào các cái phần của giày của dép này. Đó, và nó sẽ là khô từ từ và nó bám dính rất là tốt luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái lọ keo dán giày như này. Các bác lên cho em là keo dán giày nhá. Keo giày giá của nó sẽ là keo dán giày này. Keo dán giày giá của nó sẽ là 15k một 15k cho một lọ keo dán giày nhá. 15.000 cho một lọ keo dán giày. Đó. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng keo siêu dính luôn các bác nhá. Đó. Đây, các bác thấy không? Đây. Giỏ vào này. Giày dép này. Đấy, rất là dính luôn. Cực kỳ là tốt luôn nhá. Đó, các bác bị bong giày, bong dép này. Các cái bề mặt đồ giày đồ da bị bong chốc các bác dán vào cho em rất tuyệt vời luôn. Đó, rất là hữu ích nha, và nó khô chậm cho nên là nó rất là dai. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 15.000 cho một lọ keo dán giày như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã cho em là miếng dán thải độc chân nhá, miếng dán thải độc chân. Đó, thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ có cho các bác là đi đấy, có cho các bác là một hộp này là 50 miếng nhá, 50 miếng. Đó, hàng thì của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 50 miếng dán như này và 50 gói thuốc nhá, 50 gói thuốc. Về nhà các bác cứ thế là mình dán lên cái gan bàn chân cho em. Đấy, lên cho em là miếng dán thải độc chân nhá. Miếng dán thải độc chân giá thì chỉ bằng một bát bún thôi. Thải độc chân. Đấy, mùa đông như này các bác nên dùng rất là tốt luôn, giá chỉ có 40k thôi nhá. Miếng dán thải độc chân 40.000. Giá chỉ bằng một bát bún thôi và rất là hữu ích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem. Cái này thì khi các bác dán để qua đêm, đấy, dán vào cái gan mặt chân ấy, sau đó mình đi ngủ để qua đêm thì các cái phần độc tố nó sẽ thẩm thấu ra, nó hút ra các bác nhá. Rất nhiều thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh như mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, rất là ok các bác nhá. Đấy, giá thì chỉ có 40.000 cho một hộp miếng dán thải độc chân thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái búa vàng nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một con búa vàng như này. Giá thì sẽ là các bác lên mã giúp cho em đó là búa vàng nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000. Đấy, nó sẽ làm con búa như này. Chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 17-18 cm. Đó, tầm đấy, tầm 17-18 cm thì đấy các bác nhá. Đấy, và nó sẽ là một con búa như này. Cái thân búa này thì nó sẽ là bằng ngón tay như này nhá. Bằng ngón tay như này, và con này thì cực kỳ là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Khi các bác xoáy ra thì nó sẽ là một con tô vít như này. Đấy, một con tô vít này rất là tiện luôn. Xoáy tiếp ra nữa thì nó sẽ lại có cho các bác là một cái con tô vít nữa này. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác một con tô vít nữa này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là thêm hai cái đầu tô vít như này. Hai cái đầu tô vít này rất là tiện luôn này. Đó. Đây. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều các cái đầu tô vít luôn. To nhỏ lớn bé đầy đủ cả, các bác cứ thế là mình xoáy ra là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích nhá, rất tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là một cái con búa vàng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều tính năng trong một cái con búa như này. Đấy, vừa làm búa để mình có thể là sửa chữa nhẹ nhàng này. Đấy, và có sẵn tô vít, tích hợp tô vít cho các bác luôn để mình sử dụng luôn. Lên cho em là búa vàng, giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, các bác lên cho em là búa vàng này, búa vàng. Búa vàng giá của nó sẽ là 60k cho một con búa vàng như này nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái búa nhá, thì nó sẽ có cho các bác là búa A1 này. Đấy, con này sẽ là búa A1 như này.
Đó, búa A1 thì lên cho em là búa A1 bé nhá. A1 bé, con này thì sẽ là búa A1 bé, giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, búa A1 này, giá sẽ là 80k cho một con búa A1 như này. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 25 cm và nặng khoảng 3 lạng. Con này có chức năng cả đóng cả nhổ đinh luôn. Tiếp theo là con búa A2 to. Hàng thì đều là hàng của thương hiệu Asaki của Nhật đây. Đấy, Asaki như này. Đó, rất là ngon các bác luôn. Đó. Con to này thì cũng là cán bằng thép, bọc nhựa, có chức năng đóng và nhổ đinh và sử dụng như một cái búa bình thường. Con này lên trên là búa A2, giá sẽ là 130k, 130k nhá. Con búa A2 này là búa to, nặng khoảng 6-7 lạng, nặng 6-7 lạng dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó, đây, rất là ngon như này nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có cho các bác là các bác lên cho em là búa A2 to nhá, búa A2 to, giá sẽ là 130.000, A1 nhỏ là 80.000 các bác nhá. Đấy, các bác muốn lấy búa nào thì lấy. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop cập nhật các cái mẫu hàng Tết về la liệt để gửi tới các bác luôn. Đó, thì hôm nay bên shop về cho các bác các cái mẫu khay mứt Tết rất là đẹp. Thì bên shop về sẽ có 3 mẫu chủ đạo để gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đó, cầm bỏ tranh ghế này. Bên em thì ship quốc toàn quốc, ship code toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó. Và em lên cho các bác các cái mẫu khay mứt Tết của bên em thì bên em sẽ chia ra làm các cái mẫu theo kiểu là K1, K2, K3. Đó thì con mẫu này đầu tiên nó sẽ là con mẫu K1 này. Đấy, con này thì các bác cứ xoay này, nhấp vào là nó nhấp xuống, xoay này nó sẽ vào này. Đấy, mở lên nó sẽ ra này. Đấy, nhấp xuống như này xoay phát là vào luôn. Rất ngon nhá. Đó, nhấp xuống này trước. Đấy, khi các bác mở ra nhá, lưu ý các bác khi mở ra này. Mở ra thì nó sẽ khóa lẫy này thì các bác nhấp xuống này cho em, sau đó sập phát là nó vào luôn. Đấy, mở ra thì bình thường, còn khi cho xuống thì ấn cái này xuống trước này, sau đó thì mình sập lẫy vào này. Rất là ngon nhá. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 ngăn bên trên và 5 ngăn bên dưới, tổng nó sẽ có là 10 ngăn. Đây, đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Thì con này anh em các bác lên mã giúp cho em đó là khay K1 nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 trăm mấy mình nhỉ? Các bác lên cho em là khay K1 nhá. Khay K1 giá nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho con khay K1 như này. Con này thì các bác lên cho em là K1, giá sẽ là 160k. Đó, rất là ngon lành các bác này. Đấy, rất ngon lành cho bác luôn. Nó sẽ có 5 ngăn bên trên, 5 ngăn bên dưới nhá. Đấy. Con này thì lên mã giúp cho em đó là khay K1, giá của nó sẽ là 160.000. Đó, 160.000. Lên cho em là khay K1 nhá, 160k này. 160.000 cho con khay K1 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã khay mới, đó là cái mẫu K2 nhá. Con này thì các bác lên cho em là mẫu K2. Đấy, mẫu K2 con này thì cũng rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì các bác sập lẫy bằng tay vào như này. Đấy. Và nó cũng có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 ngăn. 6 ngăn rất là to luôn, 6 ngăn rất là to luôn các bác nhá. Đấy. Khi các bác mở thì các bác nhấn này là nó sẽ mở ra này. Đấy, nhấn này cho em là nó sẽ mở ra. Đó thì các bác sẽ nhấn như này hoặc là nhấn lần lượt này nó sẽ mở ra coi nhá. Đấy. Nhấn này cái lẫy này nó sẽ mở ra này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là bằng lò xo nên các bác nhấn lẫy này là nó sẽ mở ra cho em. Đấy, nó rất là tiện ích và nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 ngăn như này, 6 ngăn như này các bác nhá. Đấy. Con này thì khá là sâu luôn, cái ngăn này của nó là nó có 6 ngăn thôi nhưng rất là sâu nhá. Rất là sâu ngăn và có thêm một ngăn bên trên nữa là 7 ngăn. Đó, có sẽ có một cái ngăn nhỏ trên này. Đấy là 7 ngăn các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp, màu hồng rất là đẹp, đúng không khí ngày Tết luôn. Con này thì các bác lên cho em là khay K2 nhá. Con này thì giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, lên cho em là khay K2 này. Đó, khay K2, giá của nó chỉ có cho các bác là 95k thôi nhá. 95.000 cho con khay K2 như này. Giá sẽ là 95k. Con này thì rất là chắc chắn, bền đẹp. Con này thì nó bằng lẫy tay như này thì các bác yên tâm, không bao giờ lo bị hỏng hóc nhá. Đấy, rất là chắc chắn cho các bác luôn. Đây, và nó sẽ có một cái nắp bên trên như này. Đấy, thì nó sẽ có 6 ngăn tất cả. Thì lên cho em là khay K2 nhá. K2 giá của nó sẽ là 95k nhá. 95.000 cho một cái khay K2 như này. Rất vừa vặn và xinh xắn cho các bác luôn. Đấy. Các bác chỉ cần nhấp như này là nó sẽ bật ra này. Đấy, nhấp này cho em là nó sẽ bật ra thôi. Đó, các bác nhấp này cho em. Nhấp đẩy tay một chút nhá. Đấy, nó có cái lẫy ở đây. Nó có cái lẫy cá ở đây cho nên khi các bác nhấp thì nhấp đẩy tay một chút là nó sẽ bật ra. Đấy, nhấp đẩy tay một chút nhá. Nhấp mạnh một chút là nó sẽ bật ra thôi. Đấy, đây các bác này. Đấy. Đẩy vào này, nhấp mạnh một chút nó sẽ bật ra này. Đấy. Rất là tiện ích các bác nhá, rất tiện ích luôn. Và con này thì
nó đậy kín như này thì khi các bác để thì không sợ bị ruồi muỗi kiến dán rồi mất vệ sinh thôi nhá. Đấy, khi các bác mở thì các bác nhấp đậy tay cho em, đấy nhấp ở trên này hoặc là các bác nhấp trực tiếp vào đây nhá, nhấp trực tiếp vào đây là cái lò xo này nó sẽ bật ra, đấy nó sẽ bật ra cho các bác nhá, nhấp đậy tay một chút là nó sẽ bật ra thôi các bác nhá. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác một cái hệ thống lò xo, đấy có lò xo ở đây, đấy cho nên là khi các bác dùng thì mình lưu ý giúp cho em, đấy có 6 ngăn bên ngoài và một ngăn bên trong là 7 ngăn, đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái khay, một cái khay rất là đẹp đây, các bác lên cho em cái khay này thì các bác lên cho em là khay K3 nhá, khay K3, đó thì hoặc là lên cho em cái khay này nó sẽ là khay sen đi, khay sen đi cho nó dễ. Đó, tại vì là nhiều ca quá thì các bác lại không nhớ được. Cái này thì nó sẽ là khay 2 tầng hình bông sen này, rất là đẹp và có thể xoay tròn như này nhá. Đấy, thì lên cho em là khay sen vàng nhá, khay sen vàng. Đấy, nó sẽ là bằng nhựa và mạ vàng rất là đẹp như này. Thì lên cho em là khay sen vàng. Con này thì giá cũng rất hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, 150.000 cho con khay sen vàng như này. Lên mã giúp cho em đó là khay sen vàng này. Khay sen vàng giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000 cho con khay sen vàng như này. Đó, con này của nó thì bỏ trong cái hộp vào đây. Hàng khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng rời nhá, lấy cái đẹp ấy. Khi các bác nhận được hàng thì lấy cái hộp đẹp ấy. Đây, chán quá. Nó sẽ là hàng nguyên trong hộp như này con này, nguyên trong hộp như này và nó sẽ rời hết nhá, rời hết các bộ phận. Đó, chứ nó không có lắp nguyên như này đâu. Và nó sẽ rời hết các bộ phận như này. Và trong hộp thì nó sẽ đầy đủ trọn bộ cho các bác và có cả giấy hướng dẫn nhá. Đấy, có cả giấy hướng dẫn đây các bác này. Đây. Đấy. Về nhà thì các bác cứ lắp đặt từng bộ phận một theo giấy hướng dẫn này cho em. Đấy, có cả mã QR các bác này. Các bác lên các bác quét cái mã QR này là nó sẽ ra có cả video hướng dẫn luôn. Hoặc các bác lên TikTok hoặc lên YouTube các bác gõ là cách lắp khay mứt sen nhá, khay mứt sen là nó sẽ ra. Đó, khay mứt sen vàng là nó sẽ ra. Và con này thì giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Đây, đấy các cái bộ phận này, các cái chi tiết lắp này, 1 này, đấy, 2 3 các thứ này. Đây, người ta hướng dẫn rất là chi tiết này, có cả tiếng Anh luôn nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là hàng rời như này nhá. Hàng rời trong hộp như này. Đấy, về nhà thì các bác tự các bác lắp vào giúp cho em nhá, lắp vào giúp cho em. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khay sen vàng nhá, khay sen vàng giá sẽ là 150.000. Rồi ok. Hello, vâng lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình và thân người các bác nhá. Đó, em Phạm Huấn lại quay trở lại. Lợi hại hơn xưa, giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhé. Đó, sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Cứ bỏ lên kia cho anh kiểm tra xong ấy. Bộ cưa kéo như này thì bên em bán theo combo nhá, combo là 4 món như này sẽ là 160.000 các bác này. Đấy, combo 4 món 160.000 cho các bác luôn. 160.000 cho 4 món như này. Đấy, và em sẽ giới thiệu chi tiết từng món một và cũng có bán lẻ luôn nhá. Đấy. Thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em cái con này nó sẽ là kéo cành cam này, kéo cành cam. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng này đều hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Hàng made in Japan con này, made in Japan. Chuyên để con này chuyên để các bác cắt cây, cắt cành, tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm cực kỳ là ngon luôn, cắt rất là ngọt nhá. Kéo sắc cắt đằm kéo rất là ngon luôn nhá. Đó đây các bác này. Con này thì các bác lên cho em là kéo cành cam, hàng thép SK5 made in Japan con này, made in Japan. Thép SK5 không gì nhá. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một con kéo cành cam như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k. Đó. Lên cho em là kéo cành cam nhá. Kéo cành cam này, giá sẽ là 70k cho một chiếc kéo cành cam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái kéo tỉa này. Đấy, cũng hàng made in Japan luôn, hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan. Đấy thì con này các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 50.000. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, nó sẽ là màu inox sáng bóng đẹp như này. Mua lẻ thì con kéo tỉa inox này sẽ là 50.000 nhá. Hàng made in Japan con này. Đấy, chữ made in Japan khắc chìm luôn các bác nhá. Đó. Giá con này sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Con này thì các bác dùng để tỉa dăm này, đấy tỉa dăm.
rất là ngon luôn con nhá. Đó, tỉa răm đây con này. Đấy, tỉa răm rất là ngon luôn. Đấy, cắt tỉa răm thì con này rất tuyệt vời luôn. Con này thì giá nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox. Hàng made in Japan con này. Đấy. Lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50k này, 50k. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con cưa lách này. Đấy, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Đây. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con cưa lách như này. Giá của nó sẽ là con cưa lách này là bao nhiêu nhỉ? 40.000 nhá. 40.000 cho một con cưa lách như này. Đấy, các bác lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách. Giá sẽ là 40k. Hàng của nó cực kỳ chất thép, của nó hơi bị ngon luôn các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn. Không sợ bị gãy gập nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con cưa lách như này. Lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách, giá sẽ là 40k. Đó, các bác lên mã giúp cho em đó là cưa lách này. Cưa lách này. Giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho con cưa lách như này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con cưa gấp này. Đấy, con cưa gấp. Hàng cũng của Nhật nhá, Japan này. Đó, made in Japan như này. Con này thì nó sẽ về theo lô, có lô thì dài là 25 sen, có lô là 30 sen nhá. Đấy thì hàng về lô nào em gửi lô đấy thôi. Giá con này thì sẽ là con cưa gấp này là bao nhiêu? 50.000 nhá. 50.000 cho một con cưa gấp như này. Đây. Đấy các bác thấy không? Rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Uốn cong thoải mái luôn các bác thấy không? Chất thép của nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Uốn cong thoải mái các bác này. Đấy. Vặn ngược vặn xuôi thoải mái nhá. Đấy, không dùng nữa các bác, gấp gọn vào cho em. Cực kỳ chất lượng luôn, tanh tách luôn coi nhá, rất là ngon. Cưa mở hình hạt bông như này, khi các bác sử dụng thì nó rất là tuyệt vời nhá. Đấy, cưa mở hình hạt bông như này. Đó, khi các bác dùng thì nó rất là tuyệt vời, rất là dễ cưa. Đấy, hình hạt bông như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Con này thì các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá, cưa gấp này, lên cho em là cưa gấp. Cưa gấp giá của nó sẽ là 50k cho một con cưa gấp như này nhá. 50 cành cho một con cưa gấp như này. Đó, thì combo cho các bác bao gồm là 4 món như này nhá. Đấy, nếu các bác mua 4 món như này thì giá của nó sẽ là 160.000, 160.000 cho 4 món như này. Đấy, giá sẽ là 160.000. Các bác lên cho em là bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Bộ cưa kéo. Bộ 4 món cưa kéo này, 4 món cưa kéo, 2 cưa và 2 kéo. Giá sẽ là 160 cành nhá. 160.000 cho bộ 4 món cưa kéo. Rồi ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhé. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết. Hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji, made in Japan các bác này. Đấy, Muji made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai này các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép miếc được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó.
nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m nhân với lại 2m nhé, nhân với 2m, chiều dài là 2m thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhé, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhé. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu chanel và màu xanh nhé, màu chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu, hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu, đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên đó, dệt từ sợi bông tự nhiên, và màu này là màu chanel này. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này, một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn, một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m, các bạn rất là rộng luôn. Đây, con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông đắp mùa hè đều được hết đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bạn này, đấy máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, nên là dùng rất là đã đó, dùng rất là đã luôn đó. Và có hai màu, màu xanh và màu chanel nhá, hai màu này đều siêu sạch luôn, hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá, trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi, các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này, đây nó sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy, và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây, đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này, vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá, 40 x 60 các bác này. Đấy, và một cái gối ôm nữa, một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1m nhá, một gối ôm chiều dài 1m. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn, hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá, chăn ga này, chăn ga Nhật này, chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Vâng, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng các bác nhá. Bỏ tranh cái pin này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái đây có đây. Qua lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy thì bên shop về cho bác cái mẫu cân sức khỏe, hay còn gọi là các bác gọi cho em là cân người đi cho nó dễ. Đấy. Cân sức khỏe, cân người. Thì đây sẽ có kèm cho các bác là một đôi pin luôn. Về nhà các bác lắp cho em cái đôi pin này vào này. Đó. Con này thì các bác chuyên dùng để cân người thôi. Đấy. Và hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Mặt kính cường lực nhá. Con này nó có thể cân được lên tới 180kg. Thì về nhà các bác chỉ việc là lắp pin vào cho em. Đấy, có sẵn kèm cho các bác một đôi pin rồi, lắp pin vào. Sau đó thì các bác ấn cái lẫy này lên này. Đấy, ấn cái lẫy này lên thì số nó sẽ lên. Con này thì vừa là cập nhật nhiệt độ vừa là cân luôn coi nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là chế độ là kg và chế độ cân của Nhật này. Cân của Nhật và chế độ là kg. Thì các bác để cho em chế độ kg này là xong. Đấy, nhiệt độ thì bây giờ đang là 27 độ C. Miền Bắc thì có vẻ vào mùa đông rồi nhưng mà cũng chưa lạnh lắm các bác nhá. Đó. Vẫn còn rất là nóng. Đây. Em cân thử cho bác xem này. Đấy. Em hiện tại bây giờ đang là 66,9 kg. Đấy. 66,9 kg các bác này. Đó. Cái này thì nó sẽ có nhớ số cho các bác trong vòng là 30 giây thì nó sẽ lại tự nhảy về số 0 các bác nhá. Đấy, và con này của nó thì nó sẽ là cân được 180 kg. Mặt cân của nó là kính cường lực nhá, kính cường lực. Khi các bác sử dụng thì nếu mà nó tắt nguồn thì các bác nhấn cái nút nguồn này lên cho em này, nhấn cái nút nguồn này lên và có điều chỉnh kg. Đấy, và có báo pin các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, thì một cái con cân sức khỏe cân người như này. Các bác lên cho em là cân sức khỏe cân người nhá. Đấy. Cân sức khỏe này, đó, cân sức khỏe cân người. Cân người, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho một con cân như này thôi. Giá chỉ có 100.000 cho một con cân sức khỏe cân người như này thôi. Rất tiện dụng cho bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái cân treo cầm tay nhá. Đấy, các bác lên cho em là cân treo cầm tay. Con này thì nó cũng có sẵn pin cho các bác luôn, và về nhà thì các bác có thể mua thêm pin. Mua thêm pin ở cửa hàng được các bác nhá. Mua thêm pin ở cửa hàng, ví dụ như là đồ các cái cửa hàng đồ như là đồ
bán về đồ học sinh cái thứ đều có cái pin này hết nhá. Nó rất là tiện, thì các bác có thể mua về, nếu nó hết pin thì mua thêm cho em. Đó, và các bác lắp pin vào cho em này. Con này thì nó cũng có chế độ là kg và cập nhật nhiệt độ luôn. Thì con này các bác lên mã giúp cho em là cân treo cầm tay nhá, cân treo cầm tay. Đấy, có cả kg này và cập nhật nhiệt độ luôn nhá. Đấy, nhiệt độ bây giờ đang là đây. Đấy, và 29 độ này và có chế độ cân như này. Đấy. Thì đây em sẽ cân thử cho anh xem luôn, và con này thì nó sẽ cân được là 50 cân nhá, cân được 50 cân. Đó, con này nó sẽ cân được 50 cân. Thì đây, em sẽ cân thử cho các bác xem này. Đó. Nó rất là tiện luôn nhá. Đây, thì các bác ví dụ như là mình cân thì mình có thể quặp vào như này, quặp vào như này hoặc các bác đeo trực tiếp luôn. Đây. Đấy thì con này các bác để cho em về chế độ là kg nhá. Đây. Con này của nó thì nó sẽ là 0,10 kg này. Đấy. Và các bác có thể điều chỉnh cho em. Đó. Thì khi cân thì các bác cứ cho về chế độ kg như này, sau đó các bác cân này. Đó là ok. Đấy. Thì nó rất là đơn giản vậy thôi các bác nhá. Đó. Đây. Và các bác bắt đầu cân nhá. Đây. 0,10 kg các bác này, rất là tiện ích nhá. Và giá thì bên shop nó có sẽ có nhớ nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đó. Và giá rất là tốt luôn. Đây. Đấy, các bác để về không như này nhá. Các bác nhấn cái nút nguồn cho nó về không như này, sau đó thì các bác bắt đầu cân cho em. Con này thì các bác có thể cân đây, con này của nó sẽ là 0,40 kg nhá, 0,40 kg. Đấy, tức là 4 lạng. Và các bác có thể cân được cân nặng lên tới 50 cân nhá. Mắc của nó là 50 cân. Đấy, còn khi cân thì khuyến khích các bác là cân khoảng 2 30 cân là sẽ là ok. Đấy, tại vì 50 cân thì sợ là cái đầu đai này nó không chịu được nổi các bác nhá. Đó, mặc định của nhà sản xuất thì như vậy. Còn là khi cân thì các bác tùy theo thực tế để mình cân thôi. Làm sao cho nó hợp lý nhá. Lên cho em là cân treo cầm tay nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 ạ. Lên cho em là cân treo cầm tay, giá của nó sẽ là 90k. Đó. Các bác lên cho em là cân treo cầm tay này, đó. Cân treo cầm tay 70.000 các bác nhá, cân treo cầm tay, đó. Cân treo cầm tay giá của nó sẽ là 70k thôi. 70.000 trong cái mã cân treo cầm tay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mã cân. Đó là cái mã cân 5 và cân 10. Đấy, cân 5 và cân 10. Thì con này các bác chuyên dùng trong nhà bếp hoặc là các bác buôn bán hàng hóa thì các bác dùng cái con này nó cũng rất là tiện các bác nhá. Dùng nó rất là tiện và đều có tính năng trừ bì hết nhá, đều có tính năng trừ bì hết. Con này thì các bác lên cho em là cân 5, nó sẽ là cân được 5 kg nhá, cân được 5 kg. Và giá thì chỉ có 50k thôi, 50.000 cho con cân 5 như này. Đấy, các bác lên cho em là cân 5 này, cân 5. Đấy, và sẽ là 50k và nó sẽ cân được là 5 kg các bác nhá. Và đều có tính năng trừ bì luôn. Về nhà thì các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây nhá. Cái này thì không có pin đâu nhá. Đấy. Cái này thì không có pin. Đấy, không pin nhá, không pin. Về nhà các bác tự mua thôi. Về nhà các bác tự mua pin nhá. Tự mua pin về mình lắp vào cho em. Đó, con này sẽ là cân 5, cân được 5 cân. Và tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái mẫu cân 10 đây. Đấy. Cân 10 thì con này nó sẽ là cân được 10 kg và cái này cũng không có pin luôn. Về nhà các bác. Đấy. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào cho em nhá. Đây em sẽ cân thử cho các bác xem này. Đấy, các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy. Bật nguồn lên nhá. Sau đó thì mình để cho em là chế độ là gam như này. Đây. Sau đó thì bây giờ em đặt cái cân treo này lên này. Đấy, còn cân treo này của nó sẽ là 106g này, 106g nhá. Và các bác muốn sử dụng tính năng trừ bì thì các bác nhấn cái nút nguồn này cho em này. Đấy là nó sẽ về không. Và đấy các bác lại cân các thứ khác bình thường. Đây, em lại đặt cái cân 5 này lên. Thì con cân 5 này của nó sẽ là 160g nhá, 160g. Đấy, 160g các bác này. Đấy, khi các bác cân thì để cho em cái môi trường không có gió nhá. Đấy, ở đây thì em có gió là cân nó sẽ nhảy đấy. Đấy, ở đây là em có gió thì cân nó sẽ nhảy và cái này nó tính bằng gam cho nên là mình để cái môi trường không có gió nó sẽ tốt hơn. Đó. Sau đó thì các bác bỏ ra thì nó lại về không và các bác bỏ ra thì nó sẽ lại về cái này. Về cái cân của con này thì các bác lại nhấn nút nguồn này nó sẽ về không. Đó, thì con cân 5 và cân 10 thì đều sử dụng như nhau. Đấy, con cân 10 này thì nó sẽ là hàng của Đức này, Made in Germany nhá. Con cân 10 này sẽ là hàng của Đức, hàng Made in Germany. Đó, con này thì giá của nó sẽ là 160.000 cho một con cân 10 như này nhá. Đấy. Còn cân 5 thì sẽ là 50.000. Đấy, còn các bác lên cho em là cân 10 giá sẽ là 160k nhá. 160k cho mã cân 10 như này. Thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, bên shop về cho các bác thì nó sẽ có cho các bác là 4 cái mẫu cân như này. 4 cái mẫu cân để cho các bác sử dụng nó cũng rất là tiện ích nhá. Đó, cân 5, cân 10. Rồi đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý. Rồi ok. Chào các bác nhá. Đấy, hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200 là ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái sách quý song ngữ nhá. Các bác lên cho em là sách nói. Con này thì
giá của nó sẽ là 100k trong con sách nói như này. Về nhà các bác mua cái pin con thỏ nhỏ đấy, nó sẽ là sử dụng 3 viên pin con thỏ nhỏ, về nhà các bác lắp vào cho em là mình sử dụng thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái trang với các cái chủ đề như này các bác nhá. Đó, các trang các chủ đề như này. Đấy, chủ đề toán học, chủ đề về thực phẩm này, cây cối này, đồ dùng, hoa quả, trái cây, xe cộ các thứ luôn. Và nó sẽ có song ngữ cho các bác luôn, cả tiếng Anh cả tiếng Việt. Về nhà các bác mua pin lắp vào là mình sử dụng thôi, để cho các em nó vui chơi và sáng tạo các bác nhá. Giá thì sẽ là 100.000. Lên mã giúp cho em đó là sách nói, giá sẽ là 100k. Đây là một cái dòng sách điện tử rất là hay luôn, để cho các em nó vui chơi sáng tạo rất là thoải mái các bác nhá. Lên cho em là sách nói này. Sách nói, giá của nó sẽ là 100k một quyển. 100.000 các bác này. Thích hợp để ba mẹ bắt đầu dạy cho bé. Sách xong điện tử Anh Việt với 24 trang cùng nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống như chữ cái, số học, dạy bé phân biệt các sự vật quanh mình. Sách được thiết kế chuẩn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giọng đọc Anh Việt chuẩn phiên âm bản xứ. Thêm tính năng kể chuyện, phát nhạc thiếu nhi, hình ảnh minh họa sinh động, mới vừa chơi vừa học, việc học trở nên thú vị và chủ động hơn. Hãy giúp con phát triển toàn diện từ sớm ba mẹ nhé. Đấy, rất nhiều ngôn ngữ với các chủ đề khác nhau các bác nhá. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nha. Con này thì nó cũng là dòng song ngữ cả tiếng Anh cả tiếng Việt. Và cái này thì nó cũng có các chủ đề giống như quyển sách nói kia, nhưng mà nó lại thuộc dòng là thẻ như này. Thì để cho các em nó vui chơi sáng tạo và cũng là tìm ra những cái phần nào mình yêu thích đi các bác này. Đấy, nó sẽ có là 112 thẻ với các cái chủ đề khác nhau nhá. Bố mẹ ông bà này, quần áo này, cây cối này, động vật khủng long này, xe cộ này các bác này. Đấy, đây thì em sẽ test thử cho các bác xem. Các bác về các bác bật nguồn lên cho em này, bật nguồn này lên này. Đấy. Sau đó thì bắt đầu này, đấy đút vào này. Đó. Rất là nhiều chủ đề khác nhau các bác nhá. Đây, tàu hỏa này. Xe lửa. Train. Đấy, có cả tiếng động luôn các bác nhá. Đó, rất là tiện ích luôn. Đây. Xe tưới nước. Watering cart. Đó, rất là nhiều các cái chủ đề các bác nhá. Rất nhiều các cái chủ đề và song ngữ luôn. Xe cảnh sát. Police car. Đấy, có cả còi hú các thứ luôn, rất là chuyên nghiệp các bác này. Đấy, xe cứu thương này. Xe cứu thương. Ambulance. Đó thì cái này thì nó sẽ là thuộc dạng là máy đọc thẻ. Các em sẽ chọn các cái mẫu thẻ mình thích và thỏa sức sáng tạo. Và mình đây, nó sẽ có 112 thẻ với các cái chủ đề khác nhau. Tha hồ vui chơi sáng tạo thoải mái cho các em nó. Cái này có thể chơi nhiều bé một lúc được, nó rất là tiện ích. Giá thì sẽ là 95.000 nhá. 95k cho một con máy đọc thẻ như này. Có lên cho em là máy đọc thẻ, giá sẽ là 95k nhá. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ, giá của nó sẽ là 95k. Còn cái kia nó là sách nói nhé, giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc. Các bác lên mã giúp cho em đó là sạc béo nhé. Đấy, sạc béo. Thì ở đây nó sẽ là một con sạc như này. Kèm thêm cho các bác là sẽ có cho các bác là 3 đầu nhé. Và có đèn báo cho các bác luôn. Có đèn báo ở đầu này, nó sẽ có đèn báo nhé. Về nhà các bác cắm vào mình sạc thôi. Rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 50.000 cho một cái sạc béo như này. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là sạc béo, giá sẽ là 50k nhá. Sạc béo, giá của nó sẽ là 50k một chiếc như này. Dài thì tầm khoảng 1 mét nhá. Dài khoảng 1 mét các bạn. Đấy, chiều dài của nó thì khoảng 1 mét, từ 90cm đến 1 mét. Dây của nó thì khá là to luôn, mà thuộc dạng là dây cao su mềm, rất là chắc chắn các bác này. Nó rất chắc chắn luôn. Đầu thì có báo đèn và có 3 loại chân Samsung iPhone Type C, rất tiện ích luôn. Giá chỉ có 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là kéo hộp đỏ nhé. Đấy, một cái kéo đựng trong cái hộp màu đỏ như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái kéo hộp đỏ như này. Giá của nó sẽ là 160.000 cho một cái kéo hộp đỏ như này nhá. 160k. Đấy, con này các bác dùng để chuyên để cắt cây cắt cành này. Đấy, cắt cây cắt cành tỉa răm rất là ngon luôn. Kéo bền đẹp chắc chắn nhá. Hàng thì của nó sẽ là hàng thép này. Thép. Đấy, hàng của Nhật đây, made in Japan này, thép như này. Và hàng đúc liền thân nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, đúc liền thân ốp gỗ như này. Hàng rất cao cấp các nhá, hàng rất cao cấp. Thép không gì, cực kỳ chất lượng luôn. Đây, cắt rất là ngon quá này. Đấy, cắt rất là ngon luôn các bác thấy không? Đây, cắt rất ngon quá này. Đấy, cắt rất ngon luôn các bác nhá. Đó, các bác thấy không?
cắt cây tỉa cành các thứ. Đấy, cắt cây tỉa dành tỉa răm các thứ rất là ngon luôn nhá. Đấy các bác theo. Giá thì sẽ là 160.000. Lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ nhá. Đấy, nó đựng trong cái hộp màu đỏ như này. Lên cho em là kéo hộp đỏ này. Kéo hộp đỏ, giá sẽ là 160k. 160k cho một con kéo hộp đỏ như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn, 160.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Đây nó sẽ là một cái bộ khẩu như này, bao gồm cho các bác là 12 chi tiết nhá, 12 chi tiết. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật và bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị mới tinh, chưa qua sử dụng. Hàng siêu đẹp, siêu chất cho các bác luôn. Các bác chả đi đâu mà mua được ra cửa hàng mà mua được một cái hàng sản phẩm chất lượng như này mà giá hợp lý như này các bác nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 10 đầu khẩu từ 8 đến 24, một tay công và một tay nối dài. Đây các bác có thể sử dụng trực tiếp như này, rất là tiện này các bác này. Đấy, các bác có thể cho trực tiếp như này cho em. Đấy. Cho trực tiếp như này các bác nhá. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng qua cái tay nối dài. Con này thì nó sẽ là một cái tay công loại cỡ lớn nhá, có đảo chiều cho các bác luôn. Có xoáy nhanh, có đảo chiều này. Các bác không dùng trực tiếp thì mình có thể dùng qua cái con nối dài này cho em này. Đấy, qua con nối dài này cũng rất là ok luôn. Đấy các bác nhá. Đó, dùng qua con nối dài này cho em. Đó, đây, qua con nối dài này rất là tiện này. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em nó là bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Đấy. Bộ này thì sẽ có cho các bác là 12 chi tiết. Bao gồm là 10 đầu khẩu, một tay công và một tay nối dài. 10 đầu khẩu này, một tay công và một tay nối dài như này. Đấy, bộ khẩu 12 nhá. Lên cho em là bộ khẩu 12. Bộ khẩu 12 này. Bộ khẩu 12. Khẩu 12 giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho cái bộ khẩu 12 này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là con máy thổi bụi điện nhá, thổi bụi bằng điện. Con này thì nó sử dụng bằng điện và rất là khỏe luôn. Con này thì nó là cả chức năng là cả hút cả thổi luôn. Đấy, đầu tiên là chức năng thổi này, thổi các bác lắp vào đây cho em. Thổi cực kỳ là mạnh luôn. Con này thì sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Và nó thổi rất là mạnh luôn, công suất của nó thì khoảng 700W nhá, thổi rất mạnh luôn các bác này. Các bác thấy không? Đấy. Đấy, thổi này, tao xem nó thổi này. Thổi kinh khủng luôn các bác này. Đấy. Đấy, khủng khiếp luôn. Các bác thấy chưa? Thổi này. Các bác thấy không? Đây, đấy. Cho cái chiếc bóng này thổi thử cho bác xem nha các bác này. Đấy. Thổi rách chiếc bóng luôn các bác này. Đấy. Thùng chú bóng luôn rồi nha. Ngoài chức năng thổi thì nó sẽ có chức năng là hút này. Hút thì các bác đảo qua chiều này cho em. Đấy, đảo chiều này cho em là nó sẽ chuyển sang hút này. Đấy, đảo cái này là chuyển sang hút nhé. Đây. Hút rất là mạnh rồi các bác này. Đấy. Hút này. Hút rất là mạnh rồi các bác. Đấy, thì hút thì nó sẽ có cho các bác là cái phần cái ấy như này. Cái phần cái đầu này các bác lắp vào đây cho em này. Hút bụi, hút rác này. Con này các bác chuyên dùng để mình thổi bụi thì cực kỳ là ok luôn. Công suất của nó thì khoảng 700W nhé. Con này thì rất là mạnh luôn, chuyên để hút thổi bụi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có... Các bác lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Hút thổi bụi này. Đấy, thổi bụi chạy bằng điện nhá. Chạy bằng điện, giá sẽ là 260 cành nhá. 260.000 cho con hút thổi bụi điện như này. Rồi ok. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra công ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá. Nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm như này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi. Nồi như này và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. 900W 1.8L sử dụng điện 220V.
Màu là màu đen nhé, rất là đẹp các này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này, một cái khay hấp này, một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái âu đong gạo này, một âu đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này. Hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn riếc cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8L nhá, 1.8L. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này, rất là ngon lành, hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong cái sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên theo là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá, bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc-cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc-cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá, Made in Korea này. Đấy, Made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8L nhá, 1.8L này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc-cu nhá, nồi của Cúc-cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc-cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bác này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có mồi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc-cu này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn. Mâm cũng rất là ôm như này các bác này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy mẫu của Sáp nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quai sách, quai đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea các bác này. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc-cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc-cu. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc-cu. Lên cho em là nồi Cúc-cu nhá. Nồi Cúc-cu này. Nồi Cúc-cu giá của nó sẽ là 495k nhá. 495k cho con nồi Cúc-cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó. Con nồi của Sáp đây. Qua lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là 500 và nồi Cúc-cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Lên cho bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng nhá. Đấy, con này thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thì các bác bật lên này cho em này. Và cái chức năng cảm ứng này. Đấy, gạt qua nó tắt này, gạt qua nó sáng này. Gạt qua nó tắt, gạt qua nó sáng này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, của thương hiệu Germany các bác này. Đó. Đây. Made in Germany nhá. Made in Germany, hàng của Đức cho các bác luôn và rất chất lượng. Quai đeo như này các bác dùng để đeo lên đầu rất là tiện ích. Có thể tùy chỉnh như này nhá, hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Đấy, có cảm biến như này. Đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem, rất là tiện ích luôn nhá. Đó, con này thì dùng rất là ngon và tuyệt vời luôn. Đó. Dùng rất ngon, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Rất ngon luôn. Đó. Đây nha, lên cho anh em cái con đèn đeo đầu wifi con này. Con này nó sẽ có cho anh em là điều chỉnh pha như này anh em này. Đấy, điều chỉnh pha và nó rất là giỏi luôn. Pha anh em có thể điều chỉnh to nhỏ tùy theo này. Đấy, có thể điều chỉnh to nhỏ như này, rất là tiện này. Và con này pha của nó cũng rất là giỏi luôn. Đây em sẽ dọi cho anh em xem này. Đấy, con này thì pha của nó khá là giỏi luôn. Đây. Giỏi cũng rất là xa anh em nhá. Giỏi rất là xa luôn. Và cũng rất là sáng. Và con này nó sẽ có cảm biến tự động cho anh em luôn. Đó, đây ban đêm này anh em này. Đó, giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến cho anh em nhá. Đó, con này giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến, anh em có thể gạt tay qua là nó tắt, gạt tay qua là nó sáng, nó rất tiện ích nhá.
Đó, con này thì cũng rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn anh em đeo đầu, rất là tiện ích, kiểu ok. Này của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop bật hết lên. Nay bên shop về cho bác cái con đèn xanh các bác nhé. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác. Lấy bút lông. Con này giá sẽ là 260.000 nhá. Đấy, nó sẽ có quai này các bác này. Và đây nó sẽ sử dụng pin năng lượng mặt trời và cả pin sạc luôn. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Tất cả các hàng bây giờ thì nó chỉ có cáp sạc thôi các bác nhá. Đây. Đây là cái cáp sạc của nó này, cáp sạc của nó đây. Về nhà các bác cắm vào đây cho em. Đó, con này thì nó sẽ có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng trắng, sáng vàng và nhấp nháy cảnh báo, có tấm pin năng lượng mặt trời. Con này thì kích thước của nó vào khoảng 20 x 20. Đấy, có cái chống va đập các kiểu này và các cái mắt led như này. Và con này các bác dùng để ăn cơm, ăn nước hoặc là dùng các công việc đều rất là tiện, tiết kiệm điện và rất là tiện ích nhá. Giá sẽ là 260.000. Con này thì các bác lên theo là đèn xanh 260.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng này. Thì em lên cho anh em cái con đèn này, nó sẽ là một con siêu sáng cho anh em luôn. Anh em thấy không? Đấy, con này thì độ sáng của nó thì khỏi bàn rồi anh em này. Đó, đây anh em thấy chưa? Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ là con pin năng lượng mặt trời và nó có báo pin anh em này, có báo pin như này. Đó, con này thì cũng có chế độ là ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng này và ánh sáng trung tính này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy, con này thì ví dụ như em pha lên này, để pha lên nhà anh em này. Đó, rất là sáng luôn nhá. Đó. Thì anh em có thể sử dụng để mình chiến công trình này, ăn cơm ăn nước hoặc là dùng các công việc đều ok hết nhá. Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ có cho anh em là ánh sáng trắng này. Đấy, ánh sáng trắng này. Đó, ánh sáng trắng là sáng nhất luôn. Sáng trắng sẽ là sáng nhất như này. Đó, tiếp theo là ánh sáng vàng này. Tiếp theo là ánh sáng trung tính này. Và có cho anh em là đèn xanh đỏ cảnh báo nhấp nháy này. Rất là tiện ích luôn anh em nhé. Đó, và rất sáng luôn. Đấy anh em thấy không? Đấy. Đấy, đèn này. Dọn đâu là sáng đấy luôn nhá. Kháng sáng cả một vùng trời luôn anh em thấy không? Rất sáng luôn. Đó, rất sáng luôn anh em nhé. Đây. Đấy, sáng trưng luôn. Anh em có thể treo lên như này. Treo lên như này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok nhá. Đó, treo này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok này. Rất sáng luôn nhá. Đấy, dọi rõ ngoài vườn luôn anh em này, bắt sâu bắt xiếc này. Đó, rất tiện ích luôn. Đấy. Rất ok nhá. Đó. Lên cho bác cái con đèn F1 nhá. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng F1. Đấy, con này nó cũng sử dụng năng lượng mặt trời. Đó, có ốc điều khiển nhiếc đầy đủ cho các bác luôn. Và con này cũng rất là sáng này. Đấy, nó có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Và có cảm biến nhá. Tất cả những cái dòng đèn năng lượng này đều có cảm biến hết. Tức là ban đêm khi mà có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Dây cũng dài từ 2 đến 3 mét. Và các bác có thể để các cái vị trí nào tùy chỉnh cho nó phù hợp các bác nhá. Đó, đây. Các bác cắm cái phần chân kết nối năng lượng vào đây cho em này. Đây, cắm đây cho em. Đó. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 nhá. Đấy, đây. Nó sẽ có 3 chế độ sáng như này. Và ban ngày thì cái này nó sẽ là nó có cảm biến nhá. Đấy, khi mà che đi thì nó sẽ sáng các bác nhá. Đó, ban đêm là nó sẽ sáng. Đấy, nó rất tiện ích như vậy. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1, đèn năng lượng F1. Lên cho em là đèn năng lượng F1 nhá. Con này sẽ là 130.000. Con này thì các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 130.000. Em sẽ test thực tế cho các bác xem luôn. Thì em lên cho anh em cái con đèn đây, đấy em thấy không? Đây. Con này thì bên em ký hiệu nó là đèn F1 anh em nhá. Rất sáng luôn này. Đấy em thấy không? Đây. Đấy, pha của nó khá là rọi và sáng luôn anh em thấy không? Đây. Em rọi này, rất sáng luôn nhá. Ban đêm mà rất là sáng luôn. Đó, thì nó sẽ có cho anh em là chế độ sáng 1 này, sáng 2 này và sáng 3 này. Đấy, đây. Sáng mạnh này. Đấy, chế độ này là sáng mạnh nhất này. Rất sáng anh em nhá, sáng mạnh nhất này, sáng vừa này và sáng 3 này. Đấy anh em thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đây. Đấy, chế độ này của nó là sáng nhất ở đây anh em nhá. Khá là sáng luôn, rất tuyệt vời để cho anh em sử dụng này. Đó, đây. Sáng chói luôn anh em nhìn vào ban đêm là rất là sáng này. Đấy, chế độ sáng 2, chế độ sáng 3 này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là sáng 1 này. Đó, đây, anh em thấy không? Đây. Rọi này. Rọi đâu là sáng đấy anh em nhá. Đi đâu là sáng đấy luôn, đi đâu sáng đấy luôn, rất là tiện ích nhá. Đó, rất tiện ích luôn này. Sáng trưng luôn anh em thấy không? Đó, rất ok. Rồi ok anh em. Lên cho bác đó là cái con đèn năng lượng ba cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, có thể tùy chỉnh nhá. Có thể tùy chỉnh xoay các hướng như này, rất là tiện ích này. Và con này cũng rất là sáng luôn. Đấy, rất là sáng luôn. Và nó cũng có 3 chế độ sáng nhá, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Đấy, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Qua lên thì là đèn năng lượng ba cánh 180.000. Đây là cái tấm pin năng lượng của nó này.
dây rất là dài luôn. Và các bác cắm pin vào đây, cắm pin vào con đèn này cho em. Đó, pin năng lượng 3 cánh như này. Và có kèm với các bác là ốc yếc rồi là điều khiển yếc đầy đủ cho bác luôn. Combo ốc điều khiển pin đèn như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 180.000. Đây, rồi em sẽ test sản phẩm thực tế cho các bác xem luôn nhé. Đấy, lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh. Đây, dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét. Và về nhà các bác cắm vào cho em. Sau đó thì mình đấu nối rồi mình điều chỉnh để cái vị trí nào cho nó phù hợp. Đây, em sẽ test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đây nha, hôm nay thì em sẽ test cho anh em xem cái con đèn này anh em nhé. Đấy, đầu tiên nó sẽ là cái con đèn đây. Đấy, con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh anh em này. Đấy, đấy anh em thấy không? Đi đâu là sáng ở đấy luôn anh em nhé. Đấy, trời đang tối nhưng mà mình đi đâu là sáng trưng đấy anh em này. Đó, anh em thấy không? Đây, rất sáng luôn nhá. Giá thì rất hợp lý cho anh em rồi. Và con này của nó là dòng siêu sáng luôn. Anh em nhìn trực tiếp là sáng chói mắt luôn anh em nhé. Đây, đấy, anh em thấy không? Đây, rất sáng luôn anh em nhé. Đó, rất sáng luôn anh em thấy không? Đó, đây con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh này anh em này. Đó, con này thì nó sẽ có cho anh em là 3 chế độ sáng nhá. Đấy, 3 chế độ sáng cho anh em này. Đây, nó sẽ có cho anh em là sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, và sáng yếu nhá. Đấy, sáng mạnh này. Rất sáng luôn anh em thấy không? Đây, sáng trưng luôn này, sáng vừa này, sáng yếu này. Đó, sáng mạnh nha anh em này. Đấy, đây. Chế độ sáng nhất của nó là sáng mạnh như này anh em nhá. Rồi ok. Tiếp theo thì để xuống đi, không rơi vỡ để xuống. Chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến không nhận hàng các bác nhá. Từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là kia. Các bác lên cho em là sen inox nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi sen inox như này. Đấy, một vòi sen inox cực kỳ chất lượng như này các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka Japan này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một vòi sen inox này, một bộ dây và một giá đỡ nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Một dây, một giá đỡ như này, về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Dây này thì nó sẽ là dòng dây dài tầm khoảng từ 1m2 đến 1m5 nhá. Từ 1m2 đến 1m5. Dòng giếc đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ cần là bắt vào này cho em là xong này. Đấy. Các bác kết nối vào đây cho em là xong. Đó. Thì các bác sẽ có một cái bộ sen 8 bằng inox chất lượng của Nhật luôn. Đây các bác này. Osaka Japan này. Đó. Đây. Dây rất là dài luôn và dây siêu mềm luôn. Đó. Và có cả giá đỡ cho các bác luôn nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng có cái giá đỡ nhá. Đấy, đây. Nó sẽ có cho các bác cả giá đỡ này. Có cả giá đỡ cả ốc vít luôn. Giá đỡ đây. Đấy, có giá đỡ, có ốc vít đầy đủ cho các bác. Riêng dòng này thì nó sẽ có giá đỡ như này. Để về các bác sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là sen inox nhá. Đấy, sen inox này. Sen inox giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. 100k cho một con sen inox như này. Tiếp theo thì 110.000 nhé, xin lỗi các bác. Đấy, 110.000. 110.000 cho con sen inox như này, 110k nhé. Đấy. 110k cho một cái bộ sen inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây vòi xịt vệ sinh nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Sản phẩm thì cũng bao gồm cho các bác là một dây, một vòi xịt, một giá đỡ. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn và có ốc tiếc các thứ đầy đủ cho các bác. Đây. Giá đỡ rất là xịn như này. Hàng inox 304 nhá. Có dây hết cho các bác luôn. Đấy, có dây, có đầu vòi xịt như này. Cơ chế xịt tự ngắt nhá. Đấy, cơ chế xịt tự ngắt này. Xoáy vào cho em này. Đó, và có giá đỡ như này nhá. Các bác có thể lắp nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là để ở khu vực mình có thể xịt rửa tưới cây này, cực kỳ là tiện dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt vệ sinh nhá, xịt vệ sinh. Thì một cái bộ xịt vệ sinh như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 100k thôi. 100k, chọn bộ bao gồm cả dây, cả đầu vòi xịt này, về nhà các bác chỉ việc là sử dụng thôi. Đã có giòn giếc các thứ đầy đủ cho các bác rồi. Nó rất là ok luôn. Dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Hàng về theo lô nhá. Có giá đỡ, giá điếc hẳn hoi cho các bác luôn. Kèm thêm cho các bác ốc vít, ốc viếc đàng hoàng. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật đây, của thương hiệu Osaka Japan các bác này. Đây. Đấy, Osaka Japan nhá. Nó rất tiện ích luôn. Và cái giá thì rất hợp lý rồi, chỉ có 100 cành thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi này,
xịt vệ sinh, xịt vệ sinh. Giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Cái sen này thì nó sẽ là có cái cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt như này con này, có cánh quạt này. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá, đóng ngắt trực tiếp trên cây và có tăng giảm luôn, tăng giảm đóng ngắt trên tay như này. Con này thì rất là tiện ích các bác dùng để mình tắm này rồi gội này, rồi massage rất là tốt luôn. Và có cho các bác là cả sen cả dây như này nhá, cả sen cả dây như này. Combo cho bác cả sen quạt cả dây như này. Và có một cái đầu lọc như này giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy. Về nhà thì các bác chỉ việc kết nối vào đầu cái nguồn nước đã có sẵn nhà mình là mình sử dụng thôi. Nó cũng rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt, sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt tăng áp. Không có giá đỡ nhá. Con này thì không có giá đỡ đâu. Không giá đỡ này. Không giá đỡ nhá. Đó, đây thì em là sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt này. Sen cánh quạt tăng áp. Giá sẽ là 100 cành tròn nhá, 100k cho con sen cánh quạt tăng áp thế này. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ của nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là con đồng hồ led như này. Đấy, một con đồng hồ led để bàn như này nhá. Chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 15 cm và chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm gì đấy các bác nhá. Nó sẽ là đồng hồ led để bàn như này. Các bác có thể cắm trực tiếp như này hoặc về nhà các bác có thể lắp pin nhá, lắp pin hoặc là cắm trực tiếp đều được. Đấy, hoặc cắm trực tiếp như này thì về nhà các bác cắm ở cái cổng USB nhà mình là nó sẽ lên giờ thôi. Đấy, nó sẽ là nảy số điện tử nhá. Nảy số điện tử đúng như trên hình như này các bác này. Đấy, đúng như trên hình như này. Số to rõ. Các bác vừa làm đèn ngủ vừa để làm đồng hồ được luôn, để xem giờ rất là tiện. Đồng hồ cập nhật nhiệt độ, độ ẩm rồi có cả cho các bác chức năng hẹn giờ luôn nhá. Đồng hồ nhiệt độ, độ ẩm, hẹn giờ. Đấy, và rất nhiều chức năng nhá. Giá thì các bác lên cho em là đồng hồ led, giá sẽ là 140k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ này, đồng hồ led, giá của nó sẽ là 140k. 140.000 cho con đồng hồ led thế này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen. Đấy, thì khi mà muỗi nó bay vào đây thì nó sẽ bị chập bởi cái lưới này. Đấy, chập bởi cái lưới này. Các bác bật công tắc lên. Đấy, con này là sẽ là 120.000 nhá. Mẫu này là mẫu to. Bên shop bán thì nó có cả mẫu bé thì nó sẽ rẻ hơn một chút các bác nhá. Đấy, đây. Thì khi mà con muỗi nó bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, muỗi bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, nó sẽ bị chập điện nhá. Thành tách các bác này. Đấy, chập điện nó nổ thành tách này các bác này. Đấy đây. Em nó dí vào nó thành tách các bác này. Đấy. Thì cái loại này sẽ là 120.000 nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái ánh đèn hồng ngoại như này, vừa là làm đèn ngủ vừa là thu hút muỗi luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em đó là đèn bắt muỗi nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to giá sẽ là 120.000. Loại nhỏ thì chỉ có cho các bác là 100 thôi. Còn loại này là loại to là 120.000 nhá. Đấy, đây, dùng để bắt muỗi rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn tiện dụng. Đấy, lên cho em là đèn bắt muỗi đen, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi này. Đèn bắt muỗi đen giá sẽ là 120k một chiếc nhá. Chuyên tiêu diệt muỗi này ở các ngóc ngách luôn, rất là tiện ích các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước rút các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa. Nó sẽ có hai màu, màu vàng màu bạc như này. Con này thì cái size của nó là dòng là 6mm, chiều ngang là 6mm và chiều dài là 2m. Con này thì nó sẽ là một cái dòng thước đặc biệt có thể quấn vào như này được này. Con này các bác có thể quấn tròn vào như này được, rất là tiện ích luôn. Đấy, quấn tròn vào như này rất là ngon. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 50k trong con thước của Nhật như này thôi. Lên cho em là thước móc khóa có hai màu vàng và bạc như này. Đấy, thước móc khóa nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Thì để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình hoặc là làm thợ làm nghề rất là tiện luôn. Lên mã giúp em đó là thước móc khóa. Giá của nó sẽ là thước móc khóa này. Thước móc khóa giá của nó sẽ là 50 cành nhá. Có hai màu, màu vàng và màu bạc. Tùy theo nhu cầu của bác lấy màu nào thì báo em, không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Giá của nó sẽ là
50.000 cho một con chuỗi móc khóa như này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop đưa cho anh cái bình về cho các bác, cái sản phẩm đó là một cái mẫu bình đựng nước 2 lít nhá. Con này thì để đựng nước lọc thôi, đựng nước lọc, nước lạnh thôi. Cái giá của nó thì chỉ có 80 cành thôi, cho nên là các bác về các bác đựng nước lọc, nước lọc, nước lạnh. Nước nóng thì cũng đựng được thôi, nhưng nó sẽ không có tính năng giữ nhiệt nhá. Nôm na nó là như thế. Nó sẽ là bằng inox 304, inox 304 cực kỳ đẹp, dày dẫn chắc chắn. Nhưng mà con này thì nó không có tính năng giữ nhiệt, cho nên các bác dùng để đựng nước lọc mình uống, hoặc là đựng các cái loại nước uống là ok. Lên cho em là bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k thôi nhá. 80.000 cho một con bình inox hàng của Nhật sáng bóng đẹp như này. Đấy, về đựng nước lọc cũng được, đựng nước lọc để trên phòng ngủ này, hoặc là những cái không gian nào mà các bác cần để nước lọc trên bàn uống nước các thứ cũng rất là hợp lý thôi. Nó bằng inox, nó sạch sẽ, nó đẹp, nắp nó kín đáo như này, khi các bác sử dụng nó rất là tiện. Khi nào mình rót thì mình ấn nó ra, không có thì mình lại sập nó vào. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Giá thì rong của rong cao su rất chắc chắn, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một con bình như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác nhé. Nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để gửi tới các bác trân trọng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó. Các cái mã sản phẩm em lên cho bác trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã, đó là cái vòi nước nhá. Vòi nước thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Đó là mẫu đầu tiên nó sẽ là mẫu van hai đầu nhá. Đấy. Các bác lên cho em là van hai đầu. Đó, van hai đầu như này. Đấy, đây nó sẽ là một con van nước hai đầu như này nhá. Bằng inox 304 không bắt 500. Inox 304. Inox 304 không bắt 500 các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là van hai đầu. Van hai đầu, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75.000 nhá, 75.000. Lên cho em là van hai đầu nhá. Van hai đầu này 75k, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 70k cho một con van hai đầu như này nhá. 70.000 cho một con van xả hai đầu như này. Đấy, lên cho em là van xả hai đầu nhá, van xả hai đầu này. Tiếp theo thì nay bên shop có về cho bác một cái mẫu van xả một đầu này, thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đó. Con này nó cũng là hàng inox 304. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái van một đầu nhá. Đấy. Van một đầu đây, cũng hàng bằng inox 304 này, su 304 nhá, su 304. Cực kỳ dày dẫn chất lượng cho bác luôn. Tất cả đều có đầu gen xoáy như này nhá, đều có đầu gen xoáy này các bác này. Đấy. Đầu gen xoáy này các bác có thể xoáy ra để kết nối với các cái vòi nước khác cũng rất là ok. Đó, inox 304 dày dẫn chắc chắn. Lên mã giúp cho em đó là van xả một đầu nhá. Đấy. Van một đầu. Con này thì các bác lên cho em là van một đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là van một đầu này, giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, đang bán là 55.000. Về cho bác giá là 50k. Lên cho em là van một đầu nhá. Van một đầu này, đó. Đấy, van một đầu. Đấy, giá của nó sẽ là 50.000. Đó, van xả, vòi xả một đầu, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 này. Đây là một cái dòng xịt chuyên để xịt, các bác xịt vào các cái vị trí ví dụ như là bị thấm, gọi là bị ngấm nước này, hoặc là nói chung là bị gọi là đây. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Australia này các bác này. Đấy, Australia các bác nhá, Australia. Đấy, và ở đây thì nó sẽ là khởi động lại động cơ bị thấm ướt này, đó, làm nới lỏng các bộ phận bị rỉ sét này, tiếng kêu phát ra từ động vật cọ sát này, đấy, từ các cái vật cọ sát này, và chống rỉ sét và ăn mòn. Đấy thì các bác lên cho em là xịt RP7, giá của nó sẽ là các bạn 16 bạn nam, 12 bạn nước. Ok. Lên cho em là xịt RP7 nhá, xịt RP7. Xịt RP7 giá sẽ là 50k. Đấy, trước em bên em có cái mẫu 35.000, nhưng 35.000 thì hết rồi. Tại vì mẫu 35.000 là mẫu rất là nhỏ, cái mẫu này thì 50.000 và nó to gấp đôi luôn. Xịt RP7 nhá. RP7 giá sẽ là 50k cho một bình xịt như này. 50.000 nhá. Đấy, 50.000 cho một bình xịt RP7 này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dòng đồ thực phẩm nhá, đồ thực phẩm. Con này thì nó sẽ là hàng táo khô. Đấy, táo khô của Nhật này. Đấy, hàng rất đẹp cho bác luôn. Hạt to, đều, đẹp, chất lượng. Các bác lên cho em là táo khô của Nhật nhá. Cái này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một bịch như này. 100.000 cho một bịch táo khô như này. Đấy, cân nặng của nó thì vào khoảng từ 800g đến 1 cân nhá. 800g đến 1 cân. Thì các bác lên cho em là táo khô nhá. Táo khô, giá của nó sẽ là 100k cho một túi như này nhá. 100k cho một túi táo khô như này. Rất tiện ích luôn các bác này. Đấy, đây.
hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, táo của Nhật này. Cái này thì các bác có thể dùng để mình hãm nước uống trực tiếp này, hoặc là ngâm rượu này, hoặc là nói chung là dùng đa chức năng được luôn. Đó, hầm xương rồi nói chung là làm các công việc đều được. Đấy, các bác chế biến thực phẩm thức ăn rất là ok. Hàng to đều đẹp, an toàn vệ sinh thực phẩm nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một bịch táo khô như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bịch nho khô nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là đựng hộp như này. Đựng hộp như này các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà, hoặc là mua về để đi Tết cũng rất là đẹp và lịch sự. Đấy, đây nó sẽ là một bịch như này các bác này. Đấy, một bịch như này. Hạt to đều đẹp. Đấy, to đều đẹp như này. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, to đều đẹp, rất là tuyệt vời. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bịch táo khô như này. Giá của nó sẽ nho khô như này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90k. Đấy, lên cho em là nho khô này, nho khô. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Con này thì cân nặng của nó thì nó cũng vào khoảng là từ 6 đến 8 lạng nhá. Đấy, 6 đến 8 lạng. Đây, hàng thì của tập đoàn Samsung này. Đấy, của tập đoàn Samsung. Đó, giá thì rất hợp lý, chỉ có 90.000 cho một bịch nho khô như này thôi. Thì bên shop có nho khô, nho khô, táo khô, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái con máy mài dao nhá, máy mài dao. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, và con này thì nó hàng này nó sẽ có sẵn cho các bác cái đầu cắm như này luôn. Các bác chỉ cần cắm và bật công tắc lên là xong nhá. Cắm và bật công tắc lên cho em là xong. Đó. Và có cả viên đá mài ở đây nữa. Giá thì sẽ là 90.000 cho một con máy mài dao như này, chuyên dùng để mài dao, mài dao, mài kéo rất là ok nhá. Đấy. Có cả phần mài dao, có phần mài kéo, và các bác lắp vào là cái viên đá mài nó sẽ chạy nhá. Rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy mài dao nhá, máy mài dao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con máy mài dao này thôi, 90k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là máy mài dao này, giá sẽ là 90k. Đó, máy mài dao. Máy mài dao giá sẽ là 90k nhá, 90k cho con máy mài dao như này. Đây các bác này, đây nó sẽ là một con máy rất là xịn sò như này các bác này. Đấy. Đưa cho anh cái lọc rác. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó. Một cái thôi. Đấy, rất là tiện luôn. Con này thì rất là thông minh, các bác có thể dùng để mình mài dao mài kéo rất là tiện nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một con máy mài dao như này các bác này. Đấy. Các bác đưa vào mình liếc đi như này cho em là xong này. Đó, các bác thấy không? Đây. Rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con máy mài dao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn học chống cận nhá. Giá sẽ là 100k cho một con đèn học chống cận như này. Con này thì các bác có thể dùng để cho các em học bài này. Đấy, rồi nói chung là đa di năng luôn. Và dòng này của nó, nó sẽ là cái dòng bằng pin nhá, chạy bằng pin. Đấy, tương đối là tiện ích luôn. Có cáp sạc nhá, chạy pin có cáp sạc này. Đấy, các bác bật đây này cho em này. Học bài, đọc sách này, hoặc là khi mà mất điện thì các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước, nó rất là tiện luôn. Đó, đây, bác lắp cái này vào cho em này. Đó, rất là chắc chắn luôn. Đây, thì ở đây là công suất của nó là 10W này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng trung tính nhá. Đấy, rất sáng luôn. Các bác có thể dùng để đọc sách này. Đấy, rồi học bài này, có thể gập lên gập xuống được rất là tiện này. Các bác thấy không? Đó. Lên cho em là đèn học chống cận nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con đèn học chống cận như này thôi. Và chạy bằng pin, cảm biến này. Bật này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đó, rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn. Thì công suất của nó là 10W. Các bác có thể dùng để ăn cơm ăn nước này, học bài, đọc sách, nói chung là đa di năng luôn. Cũng rất là tiện ích. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này nhá, kèm một cái cáp sạc như này. Lên cho em là đèn học chống cận. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100.000 thôi. 100k cho con đèn học như này thôi. Thì con này các bác dùng rất là tiện ích luôn, mua cho các em nó học bài viết rất là tiện. Đèn học chống cận này, đèn học chống cận giá sẽ là 100k nhá, 100k cho con đèn học chống cận như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ rổ này. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông nhá. Thì đây nó sẽ là một cái rổ như này, một cái rổ như này. Và nó sẽ có cho các bác là 3 chậu và 3 rổ nhá. Đấy, combo sẽ là 3 chậu 3 rổ. Hàng thì nó sẽ là cái hàng nhựa của Song Long nhá. À, nhựa của Việt Nhật nhá. Đấy, nhựa của Việt Nhật, siêu mềm và rất là dẻo dai với nhá. Siêu mềm rất dẻo dai như này. Giá thì chỉ có 90.000 thôi, 90.000 cho một bộ rổ vuông như này. Các bác lên cho là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một bộ rổ vuông như này. Nhựa này của nó rất là dẻo dai luôn các bác này. Đây, rất dẻo dai luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, dùng nó rất là đã này các bác này. Đấy, quấn vào cũng không việc gì luôn các bác thấy không? Rất dẻo dai nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là ba đôi như này, ba đôi như này, rổ kèm chậu như này, cứ ba đôi như này, 90.000 cho ba đôi.
Đấy, 90.000 cho 3 đôi như này thì nói chung nó cũng rất là tiện ích và giá hợp lý rồi. Đấy, chất nhựa của nó khỏi bàn luôn. Nhựa nguyên sinh, an toàn thực phẩm và sử dụng thì cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 90k trong cái bộ rổ vuông này thôi. Hàng nhựa của Việt Nhật nhá. Đấy, hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn và giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá, giá sẽ là 15.000. Các bác đặt vào cái chậu rửa bát đấy, nhà mình đấy, chậu rửa bát hoặc là các cái phần nào vừa cái này thì các bác đặt vào cho em, giá sẽ là 15k nhá. Lên cho em là lọc rác inox này, lọc rác inox nhá, lọc rác inox giá sẽ là 15k một chiếc như này nhá, 15k trong chiếc lọc rác inox như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn, nó rất là tiện ích. Đây các bác này, đấy, ví dụ như các bác dùng một cái lọc thường như này thì nó rất là bẩn nhá. Giống như cần gạo còn sót lại có thể dễ dàng dính vào đó, tôi ném thẳng vào thùng rác. Dùng cái này tiện lợi hơn, nhiều lỗ nhỏ hơn và thoát nước nhanh hơn. Điều quan trọng nhất của việc không tích nước là nó không dính vào đồ vật. Chỉ cần đổ nhẹ nhàng là sẽ sạch, thật tiện dụng phải không ạ? Một món đồ không thể thiếu trong căn bếp của bạn. Nó thực sự dễ sử dụng hơn nhiều so với bàn cốc. Lỗ ban đầu nhỏ hơn, thoát nước rất chậm, dễ dàng tích tụ nước và lỗ của nó cũng tương đối lớn. Giống như cần gạo còn sót lại có thể dễ dàng dính vào đó. Tôi ném thẳng vào thùng rác. Dùng cái này tiện lợi hơn, nhiều lỗ nhỏ hơn và thoát nước nhanh hơn. Điều quan trọng nhất của việc không tích nước là nó không dính vào đồ vật. Chỉ cần đổ nhẹ nhàng là sẽ sạch. Thật tiện dụng phải không ạ? Giới thiệu mọi người lọc rác bồn rửa bát tiện lợi ạ. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắt một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng thì ngay mà không cháy màu vàng. Chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship, hoan hỉ vui vẻ các bác nhá. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Hôm nay bên shop về cho các bác một số các cái mã vòng rất là hay và đẹp. Đây là đều là các loại vòng giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, dùng cực kỳ là tốt luôn. Và nó sẽ có hai loại, đều là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Nó sẽ có là một loại là vòng trầm gỗ và một loại là vòng vàng. Đó thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác cái mã vòng vàng này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là vòng vàng. Thì đây nó sẽ là một con vòng như này. Ở đây nó sẽ có đính các cái hạt nam châm từ trường này. Đấy, các cái hạt nam châm từ trường như này thì khi các bác đeo vào nhá thì vừa chức năng là trang trí này, vừa chức năng là trang trí rất là đẹp luôn. Đấy, đeo lên nó sẽ rước tay lên rất là nhiều, rất là đẹp nhá. Đó, tức là vừa là trang trí này, vừa giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Đấy, thì lên mã giúp cho em đó là vòng vàng nha, vòng vàng. Ở đây thì nó sẽ có đính cho các bác các cái hạt nam châm như này. Các cái hạt nam châm từ trường như này thì khi mà các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là máu huyết lưu thông ổn định rất là tốt luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòng vàng nhá, vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vòng vàng này. Đó. Đây. Các bác lên cho em là vòng vàng nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k. Đó, 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã đó là cái vòng trầm gỗ nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là bằng gỗ. Đấy, bằng gỗ trầm và cũng giúp cho các bác là điều hòa huyết áp luôn. Con này thì nó lại đựng trong cái hộp rất là xịn sò. Hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đây các bác này. Đó, hàng nội địa của Nhật. Các cái hạt trầm gỗ như này các bác có thể dùng để đeo tay này, đeo tay hoặc là mình có thể đeo trực tiếp vào cổ cũng được. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, thì lên mã giúp cho em đó là vòng trầm gỗ nhá. Đeo vào thì rất là đẹp luôn. Các bác có thể dùng để đeo tay trang trí này. Đấy, để giúp cho các bác là điều hòa huyết áp luôn. Nó sẽ có 108 hạt này, kèm cho các bác là một cái đài sen rất là đẹp này. Đó, có thể đeo tay đeo cổ này. Mùi trầm tự nhiên rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu và rất là tuyệt vời. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá chỉ có 50 cành thôi. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn, đựng trong cái hộp như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà rất tuyệt vời. Thì lên cho em là vòng trầm gỗ nhá, vòng trầm gỗ này, vòng trầm gỗ giá của nó sẽ là điều hòa huyết áp này, điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k nhá. Đấy, thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là vòng trầm gỗ, một mẫu là vòng vàng. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác kia tất 10 nhé. Tất 10 thì nó sẽ có loại là màu đen và màu có loại màu đen và màu trắng như này. Đấy, một vỉ này là 10 đôi nhá. Một vỉ này 10 đôi. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi. Giá chỉ có 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này thôi nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy.
thì các bác lên mã giúp cho em đó là tất 10 nhá, hàng của thương hiệu Nike này, co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn. Đấy, co cầm cho anh cái tất này đây. Co giãn tất hộp đây. Co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Đấy, và dòng này thì bên em có hai màu. Màu đen và màu ghi nhá. À, màu đen và màu trắng. Đó, màu đen và màu trắng. Giá thì sẽ là các bác lên mã giúp cho em đó là tất 10 nhá. Đấy, tất vỉ 10 này, tất vỉ 10 nó sẽ có là màu đen và màu trắng nhá. Đấy, các bác lên cho em là tất vỉ 10 đen hoặc tất vỉ 10 trắng, giá sẽ là 90k nhá. 90k cho một vỉ như này. 90.000 cho một vỉ như này, bao gồm là 10 đôi, 90.000 cho một vỉ 10 đôi các bác nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là tất hộp này. Tất hộp thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu ghi. Đấy, có hai màu như này, màu đen và màu ghi nhá. Đấy. Dòng này của nó thì chỉ có 5 đôi thôi. Chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đó, chỉ có 5 đôi như này thôi. Và nó sẽ dài hơn cái tất 10 nhá, dài hơn cái tất 10. Nó sẽ dài hơn, cổ nó sẽ cao tầm khoảng là trên 10 cm. Thì các bác thích đi cái loại cổ ngắn hoặc cổ dài thì tùy theo các bác có thể lấy. Hàng thì đều là hàng co giãn 4 chiều nhá. Thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn và dùng thì cực kỳ là tiện ích. Và cái giá thì cũng rất là hạt rẻ cho bác luôn. Chỉ có 80.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi nhá. Đấy, 80.000 trong hộp bao gồm là 5 đôi. Đó, sẽ có màu đen và màu ghi nhá. Màu đen và màu ghi như này. Thì các bác lấy màu nào thì lấy nhá. Lấy màu nào thì lấy cho em. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là tất hộp 5 nhá. Tất hộp 5 này. Tất hộp 5. Đấy, có sẽ là màu đen và màu ghi nhá. Màu đen và màu ghi. Giá thì sẽ là 80k nhá. Đấy, 80.000 cho một hộp 5 đôi nhá. Chỉ có 5 đôi thôi các bác nhá. Đấy, tất hộp 5 đôi nhá. Đấy, các bác lưu ý cho em, 5 đôi này, còn vỉ với là 10 đôi, xem kỹ cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái con dao dao chặt 1 cân nhá. Hàng thì sẽ là hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Và con này của nó thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Murato của Nhật. Hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện, chưa qua sử dụng, thanh lý siêu thị, nặng 1 kg, chặt cực kỳ là đầm tay và chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây, em sẽ chặt thử cho bác xem nhá. Đây, chặt thử thực tế cho bác xem luôn này, đây nhá. Chặt sắt nhá, đây là sắt này, chặt cho các bác xem nhá. Đó đây. Chặt sắt này các bác thấy không? Đây, đấy, chặt sắt không có hề hấn gì nhá. Đấy các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn, không cong vênh sứt mẻ gì đây các bác này. Đấy. Chặt sắt này, rất là ngon luôn các bác này. Đó, thấy chưa? Các bác thấy không? Không hề cong vênh mứt mẻ gì. Các bác có thể dùng để chặt gà, chặt cá, chặt xương trâu, xương bò, rồi nói chung là đa di năng và đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 cân. Giá chỉ có 230 cành, bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em nhé. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lên cho em là dao chặt 1 cân nhé. Đấy, dao chặt 1 cân này. Dao chặt 1 kg. Giá sẽ là 230k nhé. 230.000, bao ship đến tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái nhang chầm đốt nhé. Đấy, nhang chầm đốt thì đây nó sẽ là một cái dòng nhang chầm như này. Đấy, của nó sẽ có cho các bác là 50 vòng. Cuối năm đến nơi rồi. Các bác mua nhang chầm về mình vừa là đốt thư thái này, vừa là có thể là thắp hương cho các cụ cũng rất là ok. Đó thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm là hai vòng. Một vỉ này là hai vòng nha. Các bác tách cho em một vỉ này là hai vòng. Và nó có 50 vỉ. 50 vỉ nhân đôi thì nó sẽ là 100 vòng nha. 50 vỉ nhân đôi nó sẽ là 100 vòng. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 40k thôi. 40.000 cho một 40.000 cho một thùng như này. Đấy, 40.000 cho một hộp như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là nhang chầm đốt nhá, nhang chầm đốt. Giá của nó sẽ là 40k. Đó, lên mã giúp cho em đó là nhang chầm đốt nhá. Nhang chầm đốt này. Nhang chầm và dùng để đốt. Đấy, nhang chầm đốt. Giá sẽ là 40k nhá. 40k trên một hộp như này. Một hộp này sẽ là 40k và bao gồm cho các bác là 100 vòng nhá, 100 vòng. Hàng nội địa của Nhật. Chất liệu của nó là chầm tự nhiên, rất là thơm nhá, hương chầm tự nhiên, thơm dịu nhẹ, dễ chịu, dùng cực kỳ là đã đời luôn. Đó. Rất là thư thái nha, và các bác sử dụng thì thời gian cháy của nó là từ 2 đến 3 tiếng các bác nhá. Từ 2 đến 3 tiếng, có thể đến 4 tiếng tùy theo môi trường, nếu mà hiếm gió nhá. Ít gió thì nó cháy rất là lâu. Đó, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn wifi nhá. Con này sẽ bao gồm cho các bác là một đèn và một cáp sạc như này. Hàng thì của Đức này, made in Germany này. Con này thì em đã có cái video test ở ngoài rời cho các bác xem rồi. Đấy, có thể điều khiển ngọt lên ngọt xuống như này. Hàng này thì cái thân này của nó sẽ là bằng hợp kim này. Hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Đó. Pha của nó thì rất là rọi và sáng luôn. Và con này ưu điểm của nó là có bật tắt cảm biến nhá. Đây, ở đây nó sẽ có hai cái mắt như này, một cái mắt sáng và một cái mắt để tối này. Đấy, một cái mắt để điều khiển ánh sáng và một mắt để tắt. Đấy, tức là có hai cái mắt cảm biến như này các bạn này. Hai mắt cảm biến đây. Đấy, bật này, tắt này, bật tắt này rất là tiện luôn. Đó, bật này, tắt này, bật tắt này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá, đèn wifi.
giá chỉ có cho anh em các bác là 130.000 thôi, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi này, đèn wifi giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia, các bác lên mã giúp cho em đó là kia gen co nhiệt nhá. Giá thì chỉ có 50 cành cho một con gen co nhiệt như này thôi. Thì đấy có để test ấy. Không biết bên kia nó test chưa? Ừ được. Gen co nhiệt nhá. Ở đây thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 328 đầu, 328 PCS này, đấy, tức là 328 đầu. Ở đây thì nó sẽ có to nhỏ lớn bé, mẹ con đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, từ 5 ly đến 0,1 ly. Đây, các bác này, đấy các kích thước của nó đây. Thì các bác có thể dùng để trực tiếp để mình luồn vào dây điện, sau đó thì mình dùng lửa mình hơ đi cho em là xong. Đó, và giá chỉ có 50.000 thôi. 328 đầu, các bác mua một hộp này về dùng cho cả đời luôn nhá. Đấy, lên cho em là gen co nhiệt này. Gen co nhiệt giá sẽ là 50k nhá. Đấy, gen co nhiệt 50k trên một hộp như này, bao gồm là 328 đầu, rất là tiện luôn. Tức là mình đấu dây điện và mình luồn qua, sau đó thì mình đốt là nó sẽ thu vào là xong có nhá, gen co nhiệt. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia kẹo chuột nhá. Con này thì hàng thị phần của nó là số 1 của Thái Lan luôn rồi, bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì cực kỳ là nhạy luôn các bạn, em bán rất là nhiều rồi, cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, chuột to, chuột lớn, chuột nhỏ, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng coi nhá. Đấy, chuột nhắt, chuột cống nhá, đều chết hết luôn. Và con này thì ưu điểm của nó là nó có một cái nó là thuộc dạng thuốc sinh học và nó có một cái màu sắc rất là hấp dẫn luôn. Và khi con chuột nó đã ăn là nó kéo cả đàn đến ăn luôn và chết cả đàn luôn nhá, chết cả đàn luôn, chết cả họ luôn, chết cả dòng họ luôn các bác nhá. Đó, có những con chuột nó cách từ khoảng 10 15 cây số nó vẫn đến nó ăn các bác nhá. Đấy, cho nên là diệt được cả xóm cả làng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một lọ kẹo chuột như này thôi. Đấy, kẹo chuột nhá. Đấy, lên cho em là kẹo chuột, giá sẽ là 30.000 cho một lọ kẹo chuột như này. Dùng cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, màu vàng. Con này hàng của Thái Lan nhá, thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn và nó bán trên toàn cầu luôn. Hàng độc quyền của Thái Lan nhá, bán cực chạy luôn. Đối với hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng xanh nhá. Giá thì sẽ là 20.000 cho một típ như này. Đấy, keo đa năng xanh. Đấy, giá sẽ là 20.000 cho một típ keo đa năng xanh như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng keo siêu dính luôn. Dính trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt. Một lọ này của nó thì nó sẽ được là 60g nhá, 60g. Lên mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh nhá. Keo đa năng xanh này. Keo đa năng xanh giá sẽ là 20k một típ và 50.000 cho 3 típ nhá. Keo đa năng xanh. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất, đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính Nomon Nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomon Nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán. Giá thì chỉ có 20.000 cho một típ thôi nhá. Và 50.000 ba típ. Mã tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp tăm đồng nhá. Các bác lên cho em là hộp tăm bằng đồng như này. Đó, hộp tăm bằng đồng rất là đẹp luôn. Cái này thì chính thức của nó thì gọi tên là hộp tăm đồng thôi. Nhưng mà nó là thuộc dạng là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 cho một hộp tăm đồng như này. Đó. Các bác về các bác chỉ cần là cho tăm ở đây cho em là xong. Cho tăm ở đây. Đấy, khi nào dùng thì mình ấn thì nó sẽ đẩy lên. Đấy, bỏ xuống thì nó sẽ là đẩy xuống. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là hộp tăm đồng nhá. Hộp tăm đồng. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, 95k cho cái hộp tăm đồng như này nhá. Hộp tăm đồng giá sẽ là 95k một hộp. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia sạc. Có lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đây sản phẩm nó sẽ bao gồm cho các bác là một củ và một dây như này. Đấy, một củ một dây như này. Hàng thương hiệu iPhone, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, iPhone. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó thì con này các bác có thể dùng để mình sạc cho chuyên sạc cho điện thoại iPhone. Siêu tiện ích luôn này các bác này. Đấy, cảm ơn đây chị ạ.
Đó, chuyên sạc cho điện thoại iPhone nhé. Đó, hàng của thương hiệu iPhone rất tiện ích cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đựng trong một cái hộp rất chất lượng như này. Hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max nhá. Đấy, công suất của nó là 20W. Đấy, đây. Đây các bác này. Đấy. Công suất của nó là 20W nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn mang sông nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn mang sông như này. Đấy, nó lẫn lộn ấy, tách nó ra. Đấy. Hàng made in Japan nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ cần bật này lên là nó sẽ lên đèn sáng này, rất đẹp luôn nhá. Có điều chỉnh chiết áp luôn. Lô này về bên shop về cho các bác một cái màu đỏ đậm cực kỳ đẹp luôn. Màu này thì các bác có thể dùng để decor trang trí này, để trên ban thờ các thứ này, đều rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Con đèn mang sông này là 130 à? 120.000 thôi nhá. Đấy, giá đợt này về giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, có công tắc này. Con này thì vừa là đóng ngắt vừa là chiết áp luôn, tăng giảm áp lực nhá. Đấy, đây các bác này. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quả pin như này, pin 18650 nhá. Và kèm cho các bác một cái cáp sạc, về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong. Rất là tiện ích luôn, bật lên này. Có điều chỉnh chiết áp sáng tối, dùng để ăn cơm ăn nước, để co trang trí ban thờ, phòng ngủ, phòng khách đều được hết nhá. Đấy, ngoài ban công, ngoài hiên rồi, nói chung là để đâu cũng được, rất hợp lý thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 nhá, 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông. Đèn mang sông này. Đèn mang sông, giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Trước đang bán 130 về cho bác giá 120 luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt nhá. Đấy, khăn rửa mặt của Hàn Quốc. Cái dòng này thì rất là tiện, các bác thì dùng để mình rửa mặt rồi vệ sinh cũng được hết nhá. Vệ sinh lau chùi bàn ghế bát đĩa đều được hết, thì các bác mua về mình sử dụng đa di năng luôn. Thì mua cả dây này cho em cho nó rẻ. Một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc và giá sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt Hàn Quốc nhá, khăn mặt Hàn Quốc. Đấy, một bịch này là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 một bịch như này và bán cho 20.000 ba chiếc. Hàng siêu dày dẫn luôn, siêu dày dẫn chắc chắn rất là ngon lành nhá. Và sẽ có cho các bác kích thước là chiều dài sẽ là 50 và chiều rộng là 30. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Và có đủ màu cho các bác luôn. Đó thì hàng của Hàn Quốc như này rất là chất lượng nhá. Đó. 20.000 ba chiếc. Giá bên shop bán cho các bác sẽ là 20.000 trên bằng 3 cái nhá. Và 60.000 trên 10 cái. 60.000 là bằng một bịch như này là 10 cái nhá. Đấy, một bịch này 10 cái luôn. Giá sẽ là 60.000 cho các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái bông lúa vàng nhá. Các bác lên cho em là bông lúa vàng. Đấy thì một bó như này bao gồm cho các bác là 2 này, 4 này, 6 8 10 à. 2 4 6 8 10. Một bó này sẽ là 10 cành nhá. Lên cho em là bó lúa vàng, một bó này là 10 cành. Giá thì sẽ là 140.000. 140.000 cho một bó lúa vàng như này. Đó. Đây thì ở đây nó sẽ là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 9 10. Rất là đẹp luôn. Màu thì màu vàng như này. Và các bác có thể là cắm vào thành bó này hoặc là các bác có thể là cắm giải ra thành hàng được, tại vì mỗi cái dây này của nó thì nó sẽ khoảng cách là khoảng 2-30 phân gì đấy. Thì nó sẽ có cái dây giãn nó như này. Thì các bác có thể cắm tách ra hoặc là cắm thành một bó để trên ban thờ này. Phòng ban thờ rồi trang trí decor cũng rất là đẹp luôn. Đó, sân vườn. Trang trí sân vườn, ban thờ, ban thần tài nhá. Lên cho em là bông lúa vàng. Giá sẽ là 140.000 cho một bó như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái... các bác lên mã giúp cho em đó là cái... khò gà trắng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con khò gà như này các bác này. Đấy, lên cho em là khò gà trắng. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 50.000 này. 50.000 cho một con khò gà trắng như này nhá. Giá sẽ là 50.000. Con này thì các bác dùng để mình khò gà rồi mình làm công nghiệp
hoặc là thui thui gọi là thui chân giò các thứ là cũng rất là ok. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là một cái khò ga như này giá chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Lên cho em là khò ga trắng giá sẽ là 50k nhá. Đó, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Lấy ghim bấm nó vào. Có ghim chưa? Bộ lưỡi kem thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi. 30 chiếc lưỡi nhá. Đấy, 30 chiếc lưỡi như này. Ở đây thì một vỉ này là 3 lưỡi, sẽ bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi như này. 30 lưỡi lưỡi kép nhá, gồm 2 lưỡi như này. Đấy, gồm 2 lưỡi kép này. 2 lưỡi kép và một vỉ của nó là 30 nhân với lại 10 là 30 chiếc này. 3 nhân 10 là 30 này. Một bàn cạo này và một lọ kem như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp em đó là bộ lưỡi kem, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60k nhá. Giá cực rẻ luôn. Được 30 lưỡi liền, lại cả bàn cạo các thứ đầy đủ. Mua một lần các bác dùng cho cả năm luôn thôi nhá. Mua một lần dùng cho em cả năm luôn, rất tiện ích. Bộ lưỡi kem. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Lên mã giúp cho em đó là giấy lau giày đây. Đấy thì nó sẽ là một cái dòng giấy có sẵn xà bông rồi. Về nhà các bác chỉ việc là lấy ra là mình lau thôi. Đây, bóc qua này cho em này. Đó, và nó sẽ có sẵn cho các bác là xà bông thì biết hết rồi nhá. Có sẵn nước và xà bông như này. Đấy, ví dụ như là giày dép các bác này. Đấy, giày dép các bác đang bị bẩn này, các bác lau đi cho em. Đấy, lau đi cho em. Đấy. Cái xà bông nó sẽ thấm vào và nó sẽ sạch luôn nhá. Thì các bác không cần phải dùng qua giặt nữa. Mình giặt thì nó sẽ hỏng giày hỏng dép, nhưng mà mình chỉ cần lau đi như này cho em. Lau đi sau đó thì các bác để là nó khô là nó sẽ sáng bóng luôn nhá. Sáng bóng luôn, nó rất là tiện ích. Đấy. Ví dụ như cái này, các bác lau đi này. Đấy, lau đi là nó sẽ hết luôn nhá. Lau đi nó sẽ hết luôn. Đây nó tẩy cái mực ra này các bác này. Đấy, lau đi các bác cứ lau đi là nó sẽ hết luôn. Đấy, nó tẩy cái mực ra như này. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là giấy lau giày nhá. Giấy lau giày. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một bịch như này. 20.000 bịch như này và mua thì sẽ là 50.000 ba bịch nhá. 20k trên bịch như này và 50k trên ba bịch nhá. 50.000 trên ba. Đó. Được ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200 bên em sẽ bao ship nhé. Dưới 200 thì các bác cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa. Hoặc các bác cứ xem đủ 200 là mình sẽ mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là khoảng từ 70 đến 100 chiếc nhá. Đấy. Bình thường của nó thì nó sẽ đóng gói là từ 80 đến 100 chiếc. Đó thì dòng này của nó sẽ là dòng găng tay chuyên về để sử dụng thức ăn nên các bác yên tâm sử dụng. Tức là có cái độ an toàn của thực phẩm nên các bác dùng nó rất là yên tâm. Và thứ hai là nó là một cái dòng găng tay dai cho nên mình dùng nó rất là thích, không lo bị rách. Lên cho em là găng tay thức ăn này, găng tay thức ăn, giá thì bỏ tranh cái biển. Giá của nó sẽ là 25k nhá, 25k cho một bịch găng tay thức ăn như này. Đây. Tay to tay nhỏ, tay lớn tay bé đều vừa hết. Phương, tươi, bỏ cái biển. Đấy. Và con này của nó thì nó sẽ rất là dai các bạn, cho nên là khi các bác đeo vào nó rất là thích, thì các bác có thể đeo vào để mình chế biến thực phẩm này, thức ăn này, rồi làm nem, làm nộm này, hoặc là đồ ăn sống, đồ ăn chín này, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp khi mà mình gọi là chuyên sử dụng để mình vệ sinh được, hoặc là bác làm nghề làm tóc, làm hóa chất cũng rất là ok. Nó rất là dài các bác này, rất là dài luôn các bác thấy không? Đấy đây, em xoắn qua này. Đấy, nó rất là dài luôn nên các bác dùng nó rất là đã. Đó. Đây. Tháo ra tháo vào rất là dễ dàng, ngon lành, các bác có thể tái sử dụng được. Giá thì 25k cho bịch từ 80 đến 100 chiếc. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp kim chỉ nhá. Đấy thì một cái hộp như này, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Thì hàng rất là đa di năng cho bác luôn. Đấy, nó sẽ là cả kim, cả chỉ, cả đê này, rồi cúc này, rồi kéo kiếc đầy đủ cho bác luôn. Và combo cho các bác bao gồm là 10 quận chỉ với đủ màu sắc khác nhau nhá. Bây giờ các bác mà đi mua được một combo cái bộ chỉ như này cũng rất là khó luôn, mà đây nó đủ màu cho các bác luôn nhá. Đấy, đủ màu cho các bác luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, có 10 quận chỉ này.
Đấy, và một cái bộ sản phẩm bao gồm là đê này, kim này, kéo này, kim băng này, rồi là cái để các bác xỏ kim này, đầy đủ cho bác luôn nhá. Đê để đeo tay này. Đấy, rất đầy đủ luôn. Chọn bộ sản phẩm như này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Lên mã giúp em nó là hộp kim chỉ nhá. Kim chỉ này. Kim chỉ giá sẽ là 25k. 25k cho hộp kim chỉ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Dây phơi. Cái này thì bên shop đang bán là 30.000, đợt này về cho các bác cái giá. Cái này đang bán 30 à? Đang bán 30.000, đợt này về cho bác giá là 15.000 cho một cái dây phơi như này nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì là bằng cước đan rất là chắc chắn luôn, các bác có thể đánh đu lên trên cũng được, nó rất là tiện ích. Dài là 5m. Các bác có thể trang ra ngoài vườn này, trang ngoài sân này, hoặc là trong các cái chung cư cũng rất là ok. Và giá thì chỉ có 15.000 cho một quận như này thôi. 15k cho một quận dây phơi như này. Đấy, 15.000 cho một quận dây phơi này, giá rất là hợp lý cho bác luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dây phơi nhá. Dây phơi này. Dây phơi, giá của nó sẽ là 15k nhá. 15k cho một quận dây phơi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái đèn cam mô hình nhá. Cái này nó là một cái cam, và nó là một cái đèn và giả cam nhá. Một cái đèn led như này và giả cam này, bật lên thì rất là sáng luôn các nhá. Con này thì hết pin rồi, về nhà con nào hết pin thì các bác sạc pin giúp vào cho em đó. Nó sẽ nhiều khi là các bác cứ để ra nắng là nó sẽ có pin thôi. Dòng này nó là năng lượng mặt trời, và các bác không cần phải mất tiền điện, cũng không phải mất công để mình đấu dây dợ lằng ngoằng. Các bác chỉ cần là để ra ngoài ánh sáng là nó sẽ sáng luôn, nó rất là tiện ích luôn. Đây đấy, nó sẽ có cái tấm pin năng lượng mặt trời như này, có tấm pin năng lượng mặt trời này các bác này. Đấy, dòng này thì đấy, nó rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, tức là ban đêm là nó sẽ lên nhá, nó sẽ có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa và sáng yếu này. Đấy, và có pin năng lượng mặt trời nhá. Đấy, đây các bác này, đây các bác theo đấy, đây che đi là nó sẽ lên này. Đấy, che tối đi là nó sẽ lên đó các bác theo không. Đây, tức là nó là cảm biến rồi, ban đêm là tối là nó sẽ lên. Đấy, tối là nó sẽ lên các bác này. Đó, rất sáng luôn các bác nhá. Các bác theo không. Đây, em che cái tấm pin đi này. Đây, cái tấm pin này là nó ánh sáng ban ngày nó hấp thụ nhá, và nó sẽ tắt nhá, ban đêm nó sẽ tự lên các bác này. Đấy, trời tối nó sẽ tự lên, rất là sáng luôn các bác thấy không, sáng chói chang luôn. Giá thì chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho một con đèn năng lượng mặt trời như này, và có cảm biến luôn nhá, có cảm biến luôn, có người đi qua thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ lại tắt, nó rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá, cam mô hình này, cam mô hình, giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi, 100k cho một con cam mô hình này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy cạo râu hàng của thương hiệu Zandu nhá. Lên cho em là máy cạo râu Zandu. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là con Zandu này bao nhiêu nhỉ? 90.000 các bác nhá. Đấy, thì các bác về các bác cắm sạc vào đây cho em này, cắm sạc vào đây cho em. Đó, cắm sạc trực tiếp điện 220V đây. Sạc trực tiếp điện 220V, công suất của nó là 3W nhá, 3W. Đó, cái này khi các bác cạo thì nó sẽ có hai phần chính này. Đây là cái phần tăng đơn, các bác có thể đẩy tăng đơn này lên để mình cạo râu dài này. Đấy, tăng đơn này để mình cạo râu dài này. Tiếp theo thì mình có thể đẩy xuống để mình cạo râu thì các bác nhấp vào đây cho em nhá. Đây cái phần râu này. Đấy, các bác nghe cái tiếng râu nó đứt các bác nhá. Đấy, các bác nghe tiếng râu nó đứt chưa? Đó, râu đứt sạt sạt con này. Con này thì cạo rất là ngon luôn. Và lưu ý các bác khi các bác cạo thì các bác nhấp nhả cho em nhá. Nhấp nhả cho em. Đó, rất là tuyệt vời luôn các bác thấy không? Đó. Các bác cạo thì các bác cứ nhấp nhả cho em, chứ đừng thả ra nhá, đừng thả ra không nhá. Đấy, lưu ý là nhấp nhả cho em. Nhấp nhả nhẹ nhàng là được nhá. Đây các bác này. Đấy, râu nó đứt ra các bác này. Đấy, râu em vừa cạo đây. Đấy, râu vừa cạo xong nó đứt ra rất là nhiều luôn. Thì bên shop có bán kèm cả màng cả lưỡi luôn nhá. Đây cái phần này là cái lưỡi này. Đấy, và cái này cái màu vàng này là màng này. Đấy, combo một màng một lưỡi như này. Đây cái lưỡi này có thể tháo rời ra các bác, về các bác lắp vào này. Đấy, tháo ra này. Đây cái này là lưỡi này. Cái lưỡi này là bên em bán theo combo cả màng cả lưỡi nữa. Và đây là cái màu vàng này là cái màng này. Đấy, thì combo cả màng cả lưỡi. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một cái bộ màng lưỡi như này nhá. Đấy, còn các bác mua cái tăng đơ này thì cái máy cạo râu này thì giá của nó sẽ là 90k. Đấy, lên cho em là máy cạo râu Zandu nhá. Đấy, máy cạo râu Zandu. Giá sẽ là 90k cho một con cạo râu như này. Đấy. Còn nếu các bác mua cả màng kèm lưỡi thì màng cộng lưỡi giá của nó sẽ là 30.000, màng cộng với lưỡi giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho màng cộng lưỡi như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái này thì là một cái bếp ga mini. Cái này bên em đã giới thiệu rất là nhiều rồi và rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng bếp như này, rất là chắc chắn cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là mở cái lẫy này ra cho em này. Đấy, mở cái lẫy này ra.
Đó. Thì cái phần này nó sẽ là bốn chân rất là chắc chắn này. Và đây là cái phần thì các bác đặt xoong nồi lên này. Và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái đánh lửa tự động nha. Đây, để các bác xem lửa nó ra này, đánh lửa tự động luôn. Phần kết nối này đều bằng đồng hết này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, dày dẫn chắc chắn, mà cái giá thì cực kỳ là hạt rẻ và hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con bếp ga mini này thôi. Con này thì các bác có thể dùng để mình đi câu, đi phượt, đi làm hoặc là đi rừng, đi đâu cũng được. Đấy, hoặc là đi du lịch, đi picnic các bác mang đi cho em. Sau đó thì mang thêm một cái nồi và mang thêm cho em mấy cái bình ga mini luôn, là anh em có thể ngồi liên hoan nhậu nhẹt được rồi. Rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì em đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có 100k thôi, lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá. Bếp ga mini này, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con bếp ga mini này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là, con to nhất là 18 này, nhỏ nhất là 10 này. Đấy, to nhất là 18, nhỏ nhất là 10. Đấy, nắp của nó là nắp mềm như này. Và bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 5 khay. Em gọi nó là siêu mỏng thôi nhưng nó cũng tương đối là vừa vặn ấy, không quá dày, không quá mỏng đâu. Đấy, rất vừa xinh. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Và cái giá thì rất hợp lý cho các bác luôn, một cái bộ 5 khay thức ăn như này. Giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 khay luôn. 5 khay to nhỏ lớn bé mẹ con đều đầy đủ cả các bác nhá. Đấy, độ dày thì vừa phải. Đó, lên cho em là bộ 5 khay inox nhá. Bộ 5 khay inox siêu mỏng này, 5 khay inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng bao nhiêu nhỉ? 5 khay inox siêu mỏng nhá. Giá thì chỉ có 60k thôi. Tính ra vào mua chỉ có 12.000 cho mấy khay này như thôi. 12.000 cho khay có nắp như này. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được những cái khay đẹp như này mà cái giá lại hợp lý nhá. Đó, bộ 5 khay inox siêu mỏng cho em. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 60.000 cho cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Các bác có thể mua về để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín, lẩu lá các thứ đều được hết nhá. Và cái giá thì cũng rất là hợp lý cho anh em các bác rồi. Giá sẽ là 60k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy các bác lên mã giúp cho em, đó là máy đo huyết áp nhá. Con này thì các bác có tí tuổi rồi thì nên mua để mình sử dụng nhá. Con này thì chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim rồi đo tổng thể các bác nhá. Về nhà thì các bác lắp pin vào đây cho em này. Đấy, nó sẽ sử dụng 1 2 3 4 quả pin con thỏ loại nhỏ. Bên em bán thì không kèm pin. 260.000 cho một con máy như này, không kèm pin nhá. Đấy, về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim đều được hết này. Đấy, đây. Ở đây thì nó có các cái thông số đo đạc cho các bác này, đo huyết áp, đo nhịp tim rồi đo lưu lượng máu này. Đấy, về nhà các bác sử dụng thôi. Con này nếu mà các bác ra cửa hàng mà mua nhá, ra những cái cửa hàng mà nó bán đồ thiết bị y tế nhá, đúng con máy như này luôn, nó bán cho các bác khoảng 600.000. Đấy, từ 5 đến 600.000. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá, máy đo huyết áp. Máy đo huyết áp này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác 260 cành và bao ship tại nhà luôn. Trừ đi 30.000 ship còn có 230.000 nếu các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nhá. Nó bán cho các bác với giá là từ 400 đến 600.000 một con này luôn. Đó, máy đo huyết áp, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, đo huyết áp, đo nhịp tim. Rồi ok. Chào các bác nhá. Nay thì Phạm Huấn lại quay trở lại và giới thiệu các bác các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là kia bộ dao đen có nhá. Bộ dao đen thì bộ này nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 món như này có nhá. Đấy, 5 món như này. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một con liếc này. Đấy, một con liếc rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng này. Đấy, một con liếc này. Tiếp theo là một con kéo này, rất là dày dẫn chắc chắn, và con này sẽ là siêu bén luôn. Siêu bén và hàng đa di năng nhá. Thứ nhất là có cái phần thì các bác mở nắp chai kẹp cua ghẹ này, khui bia này, và có cái phần khuyết các bác dùng để cắt gà, cắt cá, thực phẩm, thức ăn này. Rồi có cái phần này để các bác đánh vảy cá này, đánh vảy cá làm cá này, khui bia này. Đấy, rất đa năng luôn. Và nó sẽ kèm cho các bác là thêm là 3 con dao nhé. Đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác là một con dao thái này. Cán của nó thì bằng nhựa thôi, nhưng mà nó khá là dày dẫn, nó chắc chắn luôn các bác nhé. Đấy, cán bằng nhựa nhưng khá dày dẫn chắc chắn nhé. Và dòng thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dao rất là bén luôn các bác theo. Đây, dao rất là bén luôn, dùng thì cực kỳ là ngon luôn nhé. Đấy, dao siêu bén luôn các bác theo. Đấy, dao rất là bén luôn. Đấy, rất đẹp nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Đây. Đấy, dao vân gỗ cực đẹp luôn. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là có một con dao dao thái này, con này vừa thái vừa lọc luôn, mũi nhọn nhá. Đấy, mũi nhọn nhá, vừa thái vừa lọc luôn. Tiếp theo thì đến hai con dao bản to này, hai con dao bản to. Đấy, một con bản to này. Đấy, con này thì các bác dùng để chuyên thái này. Đấy, chuyên thái này. Hàng siêu bén luôn các nhá, rất bén luôn. Đó, rất bén luôn. Đấy, tiếp theo thì một con này nặng hơn một chút, con này thì nó sẽ vào khoảng là 3 lạng nhá, vào khoảng 3 lạng con này thì các bác có thể dùng băm và chặt nhẹ được nhá. Em nói là chặt nhẹ thôi. Đấy, thì những con gà nhỏ nhỏ các bác vẫn có thể chặt được các bạn. Đấy, còn là chặt xương trâu xương bò thì không chặt được đâu. Đấy, chặt gà nhẹ nhẹ thì được. Đó. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là
ba con dao đấy, ba con dao như này, ba dao một kéo một liếc đấy, bộ sản phẩm combo như này. Lên mã giúp em đó là bộ dao đen nhé, bộ dao đen. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ dao đen như này, giá của nó chỉ có cho các bác là bộ này là bao nhiêu nhỉ, 130.000 nhé, 130.000 cho một bộ dao đen này thôi đấy. Lên mã giúp em đó là bộ dao đen, giá sẽ là 130k đó, bộ dao đen nhá, bộ dao đen giá sẽ là 130k đó đấy, 130.000 nhá. Hàng nó hơi nhiều mã, nhiều lúc em không nhớ được hết giá, các bác cũng hết sức thông cảm nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mũi khoan đỏ nhá, có lên cho em là mũi khoan đỏ, hộp mũi khoan đỏ. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là combo, nó sẽ có là hai ba mũi khoan tháp và ba mũi tazogen nhá, vừa khoan vừa tazogen được luôn đó. Đây đấy, combo cho bác như này đấy. Chất liệu của nó thép, nó sẽ là dòng thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đây 1 2 3 mũi khoan tháp này đấy, và có sẽ có cho các bác là ba mũi vừa khoan và vừa là tazogen luôn, vừa khoan vừa tazogen luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn, chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 130.000. Thép của nó thì sẽ là thép gió phủ titan và nó sẽ có cho các bác là ba mũi khoan tháp này. Đấy, mũi nhỏ nhất là 4-16 này, mũi nhỡ là 4-20 và mũi to là 4-32 nhá. Đầy đủ các size số cơ bản cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương rồi, chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho một cái bộ mũi khoan tháp như này. Đấy, lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá, hộp mũi khoan đỏ nhá, nó màu đỏ, lên đúng tên chưa? Giá thì chỉ có cho các bác là 110k thôi, 110k cho cái hộp mũi khoan đỏ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ép tỏi hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá, ép tỏi hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, đây nó sẽ là một con ép tỏi này, hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó là cái phần lỗ của nó là nó có cái phần chấm này, nó đẩy ra hết luôn, cho nên khi các bác ép là gần như là nó sẽ sạch, nó nhồi ra hết luôn, nó không bị đọng lại. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là ưu đãi luôn, nên đã giúp cho em này ép tỏi nhá. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức này, inox 304 dày dẫn sáng bóng đẹp. Và giá thì chỉ có 100k thôi, 100k cho một con ép tỏi như này nhé. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá sẽ là 100.000. Con này thì hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và ép rất là ngon luôn, to nhé. Cho củ tỏi cành của gừng vào đây ép phát một là xong, sau đó đổ ra mình chỉ cần xả nước đi là sạch luôn nhé. Lên cho ép tỏi giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mic dây của Mỹ nhá, mic dây của Mỹ như này. Đó thì nó sẽ là hàng thương hiệu JBL nhé, JBL. Đó, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Giá rất là tốt luôn các bác. Đấy, đây nó sẽ là một con mic dây hàng thương hiệu JBL như này các bác này. Đó, mic dây hàng thương hiệu JBL nhá. Đó, một con mic như này. Hàng của thương hiệu JBL made in USA. Đấy, JBL made in USA nhá. Mã sản phẩm là 99S nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Bao gồm cho các bác là combo một mic một dây như này nhá. Đấy. Combo một mic một dây như này, dây của nó cũng là dây của Mỹ luôn, dây của Mỹ luôn các bác này. Đấy. Dây của Mỹ luôn đây, made in USA này, dây của Mỹ luôn. Đây, đầu kết nối thì bằng đồng nhá, kết nối âm thanh bằng đồng, rất chuẩn chỉ luôn. Đấy, các bác chỉ cần cắm này cho em là xong. Đó, thì lên cho em là mic dây Mỹ nhá, mic dây Mỹ này. Đấy, tại vì bên shop có cả mic dây của Nhật nữa. Đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một con mic dây như này rất là ngon này. Đấy. Thân mic đều là bằng hợp kim hết nhá, thân mic bằng hợp kim hết. Rất ngon lành, sáng bóng đẹp luôn, made in USA nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000 nhá. 280.000 cho một con mic dây như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Dây dài từ 4 đến 5 mét và dây của nó sẽ là dây siêu mềm như này nhá. Đấy, dây siêu mềm cho các bác luôn. Dùng thì cực kỳ là ngon. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Lên cho em là mic dây Mỹ nhá. Giá của nó chỉ có cho các bác là 280.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là mic Mỹ nhá. Mic Mỹ, giá của nó sẽ là 280k cho một con mic dây Mỹ như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái mic Nhật nhá, mic dây Nhật. Giá thì sẽ là 230.000. 230.000 cho cái mic Nhật đây. Sản phẩm thì cũng là combo cho các bác. Cái này thì nó sẽ là không có hộp, hàng bãi thanh lý siêu thị nhá. Đó, hàng của thương hiệu Tomahawa này, Tomahawa made in Japan cho các bác luôn. Combo cho các bác như này, bao gồm cho các bác là một mic một dây, cũng một mic một dây. Dây thì này, dòng này của nó cũng là dây siêu mềm và dây của Nhật nhá, dây của Nhật này. Đấy, dây của Nhật đây.
cũng made in Japan các bạn này, made in Japan, dây của Nhật đây. Thì combo cho bác một cái bộ sản phẩm như này, giá thì sẽ là 230.000 cho một cái mic dây Nhật như này nhá, Tomahawa made in Japan này. Con này thì dùng cũng cực kỳ là ngon luôn. Thân mic của nó cũng đều là bằng hợp kim hết nhá, nhỏ gọn, đẹp, sáng bóng và chất lượng cho bác luôn nhá. Đấy, dập đột cực kỳ kỹ càng luôn. Dùng rất là ngon, công tác của nó tanh tách luôn các bác nhá, rất là thích. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. 230.000 đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó. Các bác có thể cắm lên alo và hát thử rất là ok luôn nhé. Đấy, combo cho các bác một mic một dây như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhé. Mic dây Nhật. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. 230.000 cho một cái bộ mic dây Nhật như này. Giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Thì các bác có thể mua để sử dụng Tết đến nơi là các bác karaoke nhiều ngao cho nó đỡ buồn. Đấy, mic dây Nhật 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba thước nhá. Đấy, Tết nhất đến nơi rồi, các bác có thể mua về để mình sử dụng trong gia đình nhà mình nhá. Chế biến thực phẩm, thức đồ ăn, thức uống này, hoặc là mua về để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình và trang hoàng cho cái gian bếp nhà mình nó làm sao mà nó đẹp sáng bóng nhá. Đó, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba chiếc thớt đẹp như này. Đấy, chất liệu của nó là nhựa kháng khuẩn nhá, nhựa kháng khuẩn. Đấy, chất liệu của nó là nhựa kháng khuẩn cực kỳ tuyệt đối an toàn với sức khỏe luôn. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, chỉ có 60.000 cho ba chiếc thớt như này thôi. 60.000 cho ba cái thớt như này. Đấy, cái to nhất của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 35 cm nhá, 35 cm. Đấy, thì combo cho các bác bao gồm là ba chiếc như này. Đấy, con to nhất của nó là sẽ là 35, 25, 30, 20 và 20 x 15 nhá. Đấy, lên cho em là bộ ba thớt nhá, bộ ba thớt này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 nhá, 60.000 cho ba chiếc thớt như này, giá rất hợp lý cho bác luôn. Thớt nhựa kháng khuẩn các nhá, chống nấm mốc rất là sạch sẽ luôn, dùng thì cực kỳ là an toàn. Giá 60.000. Bộ khoan đa năng nhá, khoan đa năng thì sản phẩm sẽ 160 à? Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khoan đa năng như này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy khoan này, một thân máy khoan nhá. Đấy, một thân máy khoan như này. Đấy, con này thì có đảo chiều này. Đấy, có đảo chiều. Và ưu điểm của con này thì nó có thể xoay từ hình súng sang cái hình thẳng này được này, rất là tiện luôn. Đấy, đầy đủ combo cho bác các loại mũi vít như này nhá. Mũi vít như này chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình tháo ốc này. Đấy, tháo ốc này. Đấy, xoay ra này. Xoay ra này các bạn. Đấy. Đấy, đảo chiều lại xoáy vào này, xoáy vào, rất là ngon luôn nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có 180.000 thôi. Đấy, có đảo chiều này các bác nhá. Đấy, hình khẩu súng như này. Đó. Và nó sẽ kèm cho các bác là các cái đầu vít này, ba khe lục giác này, rồi là các cái đầu vít như này, và được có cả đầu khẩu luôn, và có cả tay ngoắt nghéo như này. Đấy, chọn bộ sản phẩm cho các bác luôn, bao gồm cho các bác tất cả các sản phẩm như này. Đấy, đầy đủ trong cái hộp như này, rất chất lượng xịn sò luôn. Giá thì chỉ 180.000 thôi, và có hai cái mũi khoan nữa, hai mũi khoan nữa nhá. Đó, tay nối dài các kiểu con này điều luôn. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini. Giá là 180 cành nhá, 180.000 cho con khoan mini này. Rồi ok. Đấy. Đây rồi, em Phạm Huấn lại lên video để trân trọng gửi tới các bác cái mã hàng bên em nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là bom hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sen cao su nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái sen và sử dụng nóng lạnh ok, không có giá đỡ nhá, và có tích hợp cho các bác là cái đầu cao su như này để các bác tắm mình kỳ cọ massage, nó rất là tiện này. Khi các bác tắm thì các bác có thể kỳ cọ massage như này, nó sẽ có cái phần cao su này, dùng rất là thích này. Và có đóng ngắt trên tay nhá, có đóng ngắt trên tay như này, có đóng ngắt trên tay như này các bác này. Đấy, các bác không dùng nữa mình có thể ngắt đi, rất là tiện. Và nó sẽ có cho các bác là ba chế độ này. Đấy, ba chế độ như này. Đó, ba chế độ như này. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Có dây này, dây khoảng từ 1m2 nhá, dây khoảng từ 1m2. Đấy, và đầu cao su như này, con này dùng nóng lạnh thoải mái nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. À xin lỗi các bác, là trước 120, bây giờ giá về cho các bác giá rất tốt luôn, chỉ còn 95.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Sen cao su, giá sẽ là 95k cho một cái sen quạt sen cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con massage 3D nhá, massage 3D. Đó, đây. Tên của nó sẽ là massage 3D như này. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng để massage này, cằm này, đùi này, eo này, ngực này, cổ này, vai, gáy đều được hết nhá. Đấy, massage 3D dùng cực kỳ là ngon luôn này các bác này. Đây. Đấy, khi em kéo này,
Đấy, thì kéo này thì nó sẽ giúp cho các bác là thư giãn cơ thể này. Đấy, đây làm mềm và massage cho các cái khối cơ rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng để massage này, mặt này, cằm này, làm thon gọn cằm lại này, rồi bắp tay, bắp chân này, bụng, eo, tất cả luôn, thì rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là massage 3D nhá, massage 3D, massage này, massage 3D nhá, 3D bằng tay nhá, dùng bằng tay, giá sẽ là 50 cành nhá, 50k thôi. Còn massage 3D bằng tay như này rất tiện ích luôn, mà giá chỉ có 50k thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn bếp nhá. Một bịch này sẽ bao gồm cho bác là 10 chiếc khăn, hàng loại to, hàng loại to. Bịch này bao gồm 10 chiếc, to nhỏ lớn bé mẹ con, dẹt tròn đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này, đấy rất là ngon cho các bác luôn nhá. Đấy, một mặt bông thô và một mặt bông mịn như này. Khi các bác sử dụng thì nó rất là thấm hút nước rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để rửa mặt này, lau bếp này, lau nhà tắm, lau nhà vệ sinh, toilet, rồi sử dụng đa di năng được luôn. Lên mã giúp cho em đó là khăn bếp nhá. Đấy, khăn bếp này, giá sẽ là 30.000, 30k trên một bịch như này, bao gồm 10 chiếc luôn, một bịch bao gồm 10 cái, vậy là tính ra vào có 3.000, 3.000 một cái thôi. Hàng to đẹp dày dẫn chắc chắn, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Lên cho em là khăn bếp, giá sẽ là 30k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái mẫu lưỡi cắt sắt inox nhá. Đấy, lên cho em là lưỡi cắt sắt inox. Một hộp này của nó thì hàng của thương hiệu Guda của Nhật các bác này, Guda của Nhật. Kích thước của nó đây, 107 tức là cái chiều rộng của nó nhá. Đấy, và 1.2 là chiều dày này, độ dày, và 16mm tức là độ dày của nó đấy. Và 16mm là cái phần của cái đấy, của cái lỗ này các bác nhá. Lỗ này là 16 các bác nhá. Lỗ này là 16. Thì bên shop sẽ bán theo combo. Nếu như các bác mua lẻ thì sẽ là 7.000 cho một viên như này. Lên cho em là lưỡi cắt sắt inox nhá, 7.000 cho một viên. Và bên shop là bán từ 5 viên trở lên chứ không bán lẻ một viên nhá, bán từ 5 viên trở lên. Lên cho em là lưỡi cắt sắt inox. Đây, hàng của thương hiệu Guda của Nhật này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, kích thước của nó đây. Cái lỗ này của nó sẽ là 16 này, chiều dày là 1.2 này, và chiều rộng của nó sẽ là 107 này. Đấy, tức là 10 phân 7 đấy. Bán lẻ sẽ là 7.000 một lưỡi này. 7.000 một lưỡi. Đấy, bán lẻ thì đây, giá của nó sẽ là 7k trên một lưỡi và nhân với lại 5 lưỡi trở lên nhá, bằng 35.000, 35k cho 5 lưỡi này. Mua một vỉ của nó sẽ là 25 lưỡi là 130.000 này. Đấy, 25 lưỡi. 50 lưỡi thì sẽ là 220k và bao ship nhá. Và 100 lưỡi là một hộp thì giá của nó sẽ là 100 lưỡi là sẽ là 380k trên một hộp nhá. 380.000 trên một hộp. 100 lưỡi như này. 380.000 một hộp, 100 lưỡi như này các bác này. Đấy, nếu các bác mua cả hộp thì mua. Con này ưu điểm của nó sẽ là cái dòng lưỡi đỏ, là lưỡi cao cấp, nó sẽ có 3 phân khúc lưỡi, lưỡi đỏ, lưỡi vàng và lưỡi xanh. Thì lưỡi xanh sẽ là lưỡi rẻ tiền nhất nhá. Lưỡi vàng thì là hàng trung, còn hàng đỏ này là hàng cao cấp. Mên lưới dày, khi các bác cắt nhá mà đột nhiên nó có bị căng mà bị vỡ thì nó chỉ sụn ra thôi chứ nó không vỡ thành mảng mà nó bật vào mặt đâu, bật mặt hoặc bật vào tay chân, mà nó chỉ có sụn ra thôi các bác nhá, thì nó rất là an toàn. Đấy, ưu điểm của cái hàng Nhật thì nó như vậy. Và cái giá thì đây, 5 lưỡi là 35.000, 25 lưỡi 130.000, 50 lưỡi 220 và 100 lưỡi 380.000. Mua càng nhiều giá càng tốt. Tiếp theo bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy vít này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cần trang cái tô vít đi mình. À kia ra đây lấy cái này đi. Sẽ bao gồm cho các bác là một máy như này, hai lưỡi. Ra đây. Một máy hai lưỡi và một cái cáp sạc nhá. Đấy, dùng sạc đưa trang cái app kia. Đấy, đây. Nó sẽ có hai cái mũi như này, về nhà các bác lắp mũi vào cho em. Đấy, và mình sử dụng thôi. Con này nó chỉ có chế độ là ra và vào thôi nhá, rất đơn giản vậy thôi. Đây các bác này. Đấy. Xoáy này, đấy, xoáy ra nhá. Xoáy ra này, xoáy vào này. Đấy, xoáy vào đây. Rất là khỏe luôn con này. Đấy, rất khỏe luôn các bác nhá. Đấy, xoáy ra này. Xoáy ra này, xoáy vào này. Con này nói chung là nó rất là khỏe bác, rất là khỏe, dùng nó rất là đã. Đấy các bác thấy không? Đấy nó nhấp này. Rất khỏe luôn. Đó, dùng rất là sướng. Giá thì rất hợp lý được các bác này, mạnh lắm. Đấy, tay không cầm là không giữ được đâu các bác nhá. Đấy, rất là ngon luôn. 130.000. Lên mã giúp cho em đó là máy vít nhá. Máy vít 130k cho một con máy vít như này. Đấy. Máy vít này, lên cho em là máy vít, giá sẽ là 130k một chiếc. Các bác dùng để sửa chữa, làm thợ làm nghề hoặc dùng gia đình rất là ok. Đó, máy vít 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bộ dao sói nhá. Bộ dao này thì giá rất hợp lý nhá, chỉ có 100.000 thôi. 100.000 cho bộ dao như này. Bao gồm cho các bác là
có hẳn là tới 4 con dao luôn, 4 con dao. Đấy, đây. Test trực tiếp cho bác xem luôn, tờ giấy rất là mỏng nhá. Mỏng như tờ giấy quá nhá. Đấy, đây. Test cho bác xem này. Đấy. Dọc giấy này. Siêu đỉnh luôn các bác nhá. Đấy, dọc giấy rất là ngon luôn, chỉ có dọc bừa ra dọn hết hơi thôi. Đấy, đây, một con này. Đấy, tiếp theo là con thứ hai này các bác này. Đấy, con thứ hai các bác này. Đấy. Nói chung là con nào cũng khác như nhau thôi. Nó sẽ có cho các bác là 4 con, từ con nhỏ nhất là tầm khoảng 20 cm đến con dài nhất thì tầm khoảng là trên 30 cm và bản con to nhất thì nó sẽ vào khoảng là 4 cm. Hàng của Nhật đây. Đấy, thép SK5 này, Asaka Japan này, Thái gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn. 100.000 cho bộ dao sói bao gồm 6 món. Một kéo này. Con kéo này cũng rất là tiện luôn nhá. Đấy, rất tiện luôn. Cắt rất là ngon này, các bác thấy không? Đấy, cắt rất là ngon luôn. Cắt này, mở nắp chai kẹp cua ghẹ này, rồi là đánh vẩy cá này, khui bia này, rất là đa di năng luôn. Đấy, tiếp theo là một cái nạo để các bác dùng để mình nạo hoa quả này, rồi gọt hoa quả rất là ok. Đấy. Thì bao gồm cho bác là một kéo, một nạo và 4 em dao, cực kỳ là xịn luôn, 4 em dao như này. Mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có là 100 cành thôi, 100 cành cho 4 món như này, 100k cho 4 món như này các bác nhé. Đấy. Giá sẽ là 100.000. Đấy, hàng đựng trong một cái hộp của Nhật như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là một cái phân khúc rất là bình dân cho các bác. Đấy. Dao thì chất lượng mà giá bình dân. Lên cho em là bộ dao sói, giá sẽ là 100k. Bộ dao sói này, bộ dao sói, giá sẽ là 100k nhá. 100.000 cho bộ dao sói như này, bao gồm cho bác là 6 món luôn. Ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái cân sức. À xin lỗi các bác, là cân 10 nhá. Cân 10, cầm cho anh cái cân 5 ở đây. Đấy. Thì đây nó sẽ là một con cân của Đức như này. Đấy. Hàng của thương hiệu Winling này, Made in Germany nhá. Đấy, về nhà các bác lắp pin vào xem. Lô này thì lại không có pin rồi. Đấy, lô này không có pin rồi. À đây, có sẵn pin này rồi. Đấy, có sẵn pin này rồi nhá. Đấy, có sẵn pin rồi. Các bác lắp pin vào xem là ok. Hai quả pin con thỏ nhỏ, bật nguồn lên này. Đấy, bật nguồn lên. Đấy, thì các bác đặt lên cho em này, mình cân này. Đấy, cân như này nhá. Đấy, cân như này thì nó sẽ là 228g này. Con này cân tối đa là 10 cân nhá. Sau đó thì các bác muốn dùng chức năng trừ bì này. Đây, 228g nhá. Muốn trừ bì thì nhấn nguồn này cho em. Đấy, sau đó thì các bác lại cân như bình thường. Đây, đấy, các bác đặt con dao này lên này. Đấy, con dao này là 79g này. Nôm na nó là có chức năng trừ bì. Bỏ ra thì nó lại về này. Đấy, về 0 này. Các bác nhấn nút 0 này lên thì nó lại về nhá. Đấy, khi cân thì các bác nhấn nút 0 này nó sẽ trừ bì cho các bác. Đấy, nôm na là có chức năng trừ bì. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160.000 nhá. 160.000. Đấy, con này hàng của Đức và cân sẽ là được 10 cân. Thì lên xem là cân 10 nhá. Cân 10. Cân 10 giá sẽ là 160 cành. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân 5. Con này cũng như cái con cân 10 cái thôi, nhưng mà nó là hàng của Nhật và nó chỉ cân được 5 cân thôi nhá. Đấy, con này thì chỉ cân được 5 cân thôi. Đấy, con này nó chỉ cân được 5 cân thôi. Và cái giá thì cũng rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 50 cành thôi. Lô này về thì rất vui, lại có pin rồi. Đấy, lô này về rất vui, lại có pin nhá. Đó, hàng về theo lô có lô không. Đấy, cũng như vậy thôi. Cũng như cái cân kia thôi. Thì thôi, đây em cũng tranh thủ em lắp và em cân luôn cho các bác xem. Đấy, giá thì nói chung là rất là tốt cho các bác rồi. 50.000 cho một cái cân 5 như này. Cân được là 5kg nhá. Lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Đó, lô này về thì lại có pin nhá. Hàng nó theo lô, có lô có lô không. Đấy, sử dụng thôi. Đấy, rất là tiện ích các bác này. Đấy, nhấn về không cho em. Nhấn về không nhá. Đấy, tắt nguồn đi, bật lên này. Đấy, sau đó thì các bác. Đấy, sau đó thì bắt đầu cân này. Đây. Đấy, ví dụ em đặt cái cân này lên, em cân này. Đấy, đây của nó sẽ là đây. Đấy, cân xong đó thì các bác trừ bì đi cho em là xong, là ok. Đó. Đây, cân của nó sẽ là tính bằng gam như này các bác này. Đấy, tính bằng gam rồi, nói chung là đầy đủ chức năng luôn. Mình Việt Nam mình dùng gam thì mình cứ nhấn gam cho em. Đó. Thì lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Cân 5, giá sẽ là 50 cành. 50k cho con cân 5 như này. Đó. Rồi, ok. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chúc các bác một ngày thật là nhiều niềm vui. Em lại lên video để tiếp tục trân trọng gửi tới các bác các cái mã hàng bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật lập tràn các cái mã hàng để lên video gửi tới các bác nhé. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, 5 mũi khoan tháp.
Không, cái biển chữ tách chữ thôi. Hộp 5 mũi khoan tháp như này. Đấy. Hàng thì của thương hiệu Unica Japan nhá. Unica Japan. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và kèm một cây lấy dấu như này nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Combo cho các bác 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan tháp, thép gió phủ titan và một cây lấy dấu như này. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Unica Japan này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây em dập cho các bác xem này. Đấy, các bác chỉ cần ấn này là có dấu luôn, dấu rất to rõ ràng luôn nhá. Đấy các bác chỉ cần nhấp này là có dấu luôn này. Đấy các bác thấy không? Đây. Thì combo cho các bác. Đấy, thì combo cho các bác sẽ là bao gồm là 5 mũi khoan tháp, thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn này, 1 2 3 4 5. 5 mũi khoan tháp như này, kèm một cây lấy dấu nhá. Đấy. Và giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đấy, các bác lên cho em là khoan tháp kèm lấy dấu nhá, khoan tháp kèm lấy dấu. Đấy, lên cho em là khoan tháp này. Đó, khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Kèm lấy dấu. Giá sẽ là 180k nhá, 180k. Đấy. Chất liệu của nó sẽ là dòng thép gió phủ titan, cực kỳ ngon luôn. Giá sẽ là 180.000 đúng nhá, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái nhang trầm nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là nhang trầm. Thì một hộp này của nó sẽ là 100 vòng luôn, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng lâu dài luôn các bác nhá. Đấy, một của nó sẽ có 50 vỉ và mỗi vỉ này của nó sẽ là 2 vòng. Mỗi vỉ này của nó sẽ là 2 vòng. Chất liệu của nó thì nó sẽ là được làm từ gỗ trầm tự nhiên nhá, gỗ trầm tự nhiên. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, hương thơm rất là dịu nhẹ dễ chịu cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Về nhà thì các bác tháo ra như này cho em này. Đấy, tháo ra như này. Nó sẽ có cho các bác là một tệp này là một vỉ này sẽ là 2 vòng nhá, 2 vòng. Tháo ra rất dễ dàng luôn. Mùi thì của nó thơm rất là dịu nhẹ và dễ chịu luôn. Và cái vòng trầm này thì cái thời gian đốt của nó được rất là lâu nhá, được rất là lâu luôn. Thời gian đốt liên tục nếu mà cái môi trường mà không có gió nhá. Không có gió thì các bác cứ đốt cho em thoải mái trong vòng là tầm khoảng là đi 2 đến 3 tiếng nhá, không có gió là khoảng 2 đến 3 tiếng luôn, thoải mái luôn. Lên cho em là nhang trầm đốt nhá. Đấy, nhang trầm này. Nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Giá sẽ là 40 cành. Tính ra là 100 vòng tính ra vào chỉ có 400 con cho một vòng như này thôi. 400 con cho một vòng như này nhá, 100 vòng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn dầu cô nhá. Đấy, đèn dầu. Thì con này thì các bác sử dụng để mình cho dầu và mình đốt trực tiếp luôn. Đó. Các bác lên xem là đèn dầu đốt nhá. Đèn dầu đốt, giá sẽ là 130.000 cho một con đèn dầu đốt như này. Đấy. Hàng thì màu giả cổ rất là đẹp luôn. Đấy, màu giả cổ rất là đẹp nhá. Hàng của Nhật nhá. Về nhà các bác xoáy cái bấc này ra cho em, xoáy cái này ra cho em này, sau đó đổ dầu vào đây nhá. Đổ dầu vào đây. Đó là mình bắt đầu là mình châm vào là mình đốt thôi. Ưu điểm của con này thì các bác dùng rất là tiện khi mà trời mưa gió bão bùng này, hoặc là gia đình có công có việc này, có lễ có Tết có dỗ có chạp này, các bác để trên ban thờ cho em, sang xịn mịn đẹp chất lượng. Đấy, cổ kính các bác theo đây. Và các bác chỉ cần nghiêng như thế này là mình châm vào cho em là xong. Đó, châm xong thì mình lại đậy nó vào, rất tiện ích luôn. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là gần 30 cm, chiều rộng thì khoảng 13-14 cm. Đấy, và có quai đeo này, quai các bác có thể đeo lên như này, hoặc các bác có thể để trực tiếp trên mặt đất như này cũng rất là ok, để trên ban thờ. Và có bấc điều chỉnh cao bấc thấp nhá. Đấy, rất ngon lành cho bác luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Giá sẽ là 130.000 nhá. Đấy. Đèn dầu đốt này, đèn dầu. Giá sẽ là 130k cho một chiếc đèn dầu như này các bác nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái túi da chéo này, chất liệu 100% da bò tự nhiên. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, siêu mềm quá này, chất liệu da bò tự nhiên siêu mềm. Đó, các bác thấy không? Rất mềm luôn, mà bỏ ra nó lại da tự nhiên luôn, không bị cong vênh, không bị nhăn nhúm các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Và có hai màu, màu xanh và màu nâu nhá, màu xanh màu nâu. Đó, bên ngoài của nó sẽ có hai ngăn này, hai ngăn. Và bên trong nó sẽ có một ngăn to như này, một ngăn to nhá. Đấy, khi các bác bỏ đồ vào thì nó giãn ra rất rộng luôn, máy tính, iPad bỏ được hết nhá. Và đằng sau một ngăn nữa. Con này thì các bác lên cho em là túi chéo nhá. Giá sẽ là 140.000 cho một con túi chéo như này. Giá chỉ có 140.000 thôi. Chất liệu da bò tự nhiên mà có hai màu, màu xanh và màu nâu, màu xanh màu nâu như này. Có hai màu nhá, có hai màu cho các bác lựa chọn luôn, màu xanh và màu nâu. Chất liệu là da bò tự nhiên nhá. Về em bao cho các bác test đốt thoải mái luôn, test đốt thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là túi chéo nhá. Túi chéo này. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 140k cho một con túi chéo nhá, 140.000 cho một mã túi chéo này nhá.
Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đó. Đèn năng lượng 3 cánh, giá sẽ là 180.000, ốc ác rồi điều khiển kiếc đầy đủ cho các bác luôn. Và pin là pin giờ như này, pin là pin giờ như này các bác này. Đấy. Và đây thì sẽ có cho các bác là một con đèn như này. Đấy, về nhà thì các bác cắm cái chân pin vào đây cho em, cắm chân pin vào đây. Đấy, nó là dòng pin năng lượng mặt trời thì về nhà các bác để cái chân pin này lên cái chỗ nào nhiều ánh sáng là ok, và nó sẽ có là ba cánh như này. Đấy, và có đảo chiều như này nhá, có đảo chiều, có xoay giếc như này rất là tiện. Đó, và các bác đẩy cái này lên là bật này. Đấy. Đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đấy. Và cái con này của nó thì khi mà các bác sử dụng ấy là ban đêm nó mới sáng nhá. Ban đêm nó mới sáng. Còn khi mà các bác nhận hàng mà các bác muốn test sáng thì các bác phải rút cái này ra cho em. Đó, rút cái này ra nhá. Đấy, còn cắm vào mà ban ngày là nó sẽ không sáng đâu. Đấy, tại vì nó đang sạc là nó không sáng, còn che đi nó tối đi là nó sáng này. Đấy, các bác thấy không? Đây, em che đi nó tối đi cái là nó sáng ngay. Đây, tối đi cái là sáng ngay các bác này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là 3 chế độ sáng nhá. 3 chế độ sáng đây. Đấy, 3 chế độ sáng các bác này. Rất tiện ích luôn. Đấy, có 3 chế độ này. Sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó. Khá là sáng luôn nhá. Thì con này các bác dùng để ngoài cổng, ngoài cửa này, hoặc là khi mà mình mất điện thì mình có thể sử dụng để ăn cơm, ăn nước, nói chung cũng rất là tiện ích luôn. Rất sáng các bạn. Đấy, rất sáng luôn. Giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng 3 cánh, giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Con này thì các bác dùng để mình ăn cơm, ăn nước này, mất điện rất là tiện. Đây, có ốc vít điều khiển việc đầy đủ luôn. Hoặc các bác để ngoài cổng, ngoài cửa cũng rất là ok nhá, khá là hợp lý rồi. Đấy, vừa tiết kiệm điện vừa là an toàn chống cháy nổ các thứ nhá. Đèn năng lượng 3 cánh này, đèn năng lượng 3 cánh giá sẽ là 180.000 mới nhá, 180.000. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một dòng sản phẩm đó là cái con đèn mang sông nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy. Có cho các bác là kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá. Đây. Một cái cáp sạc như này các bác này. Đấy, kèm một cái cáp sạc như này. Thì con này nó cũng rất là tiện ích luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là cái chiếc áp để các bác bật lên như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là chế độ là sáng vừa này, đấy, tắt này, bật này và sáng mạnh này. Thì các bác cứ điều chỉnh cái chiếc áp này cho em, rất là tiện luôn. Màu thì nó sẽ là màu xanh quân đội như này. Và bên shop về thì nó sẽ là màu ngẫu nhiên nhá. Có lô thì màu xanh quân đội, có lô thì màu đỏ, có lô thì nói chung là lẫn màu thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đó. Và hàng nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan quá này. Đó, made in Japan. Chữ của nó khắc chìm trực tiếp trên thân như này luôn. Các bác yên tâm, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Rất chất lượng các bác này. Đấy. Chất liệu của nó thì bằng nhựa thôi nhưng mà nó là dòng nhựa cao cấp. Bên trong thì nó sẽ sử dụng một cái viên pin 18650 như này nhá. Đấy. Hết pin thì về nhà các bác có thể thay pin vào cho em để mình sử dụng thôi. Đấy, sạc pin vào và nhà các bác hết pin thì mình thay pin cho em. Đấy, pin hỏng thì các bác có thể thay pin bên em bán 30.000 một quả pin. Đấy, bật chiếc áp lên như này mình sử dụng này. Sáng to, sáng nhỏ, sáng mạnh đều điều chỉnh được hết nhá. Ăn cơm, ăn nước, đề co, trang trí phòng ngủ, phòng tắm, nhà ăn, khách sạn đều được hết nhá. Đấy, nhà hàng, khách sạn, ngoài sân vườn hoặc là mất điện thì mình có thể sử dụng ăn cơm, ăn nước, đề co, trang trí đều đẹp hết. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đèn mang sông như này. Giá sẽ là 100 đấu. Ông đèn mang sông con tư nó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100 lên cho em là đèn mang sông nhá. Đèn mang sông giá sẽ là 120 cành. Con này bên trước đang bán 130, đợt này về cho bác giá 120.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác thêm một cái mẫu đèn nữa. Đó là cái mẫu đèn các bác lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhé. Con này thì nó rất là tiện luôn, 130.000 cho một con đèn wifi như này. Con này thì nó sẽ sử dụng hai quả pin 18650, đó rất sáng luôn các bác nhé. Và khi các bác điều chỉnh chiếc áp thì các bác có thể điều chỉnh ở đây, đấy, điều chỉnh ở đây các bác này, à điều chỉnh zoom phóng to nhỏ ở đây xem, nó rất là tiện luôn. Đó, phóng to nhỏ ở đây các bác nhé, nó điều chỉnh ở đây rất là tiện này. Đây, xoáy ở đây cho em và có thể ngoắt ngéo lên xuống được này. Ngoài ra thì khi các bác sử dụng ấy thì nó sẽ có cho các bác là chức năng là chế độ bật tự động này, đó này. Đấy. Hàng này thì hàng của Đức và xuất Nhật nhá, hàng của Đức xuất Nhật rất là đẹp luôn. Đó, rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa này và nhấp nháy này, đây. Hàng made in Germany nhá, made in Germany. Đó, made in Germany, hàng của Đức và xuất sang Nhật nhá, hàng của Đức và xuất sang Nhật. Rất chất lượng cho các bác luôn, đây. Made in Germany các bác này, chữ khắc chìm luôn. Đó, rất chất lượng. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn.
một con đèn wifi như này. Giá chỉ có cho các bác là đi giá chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi, 130.000 cho con đèn wifi này. Rất chất lượng nha bác luôn. Có kèm cáp sạc nha, và con này nó sẽ có cả chân sạc ra cho điện thoại luôn. Điện thoại hết pin các bác có thể dùng con này, rất ok luôn. Đó, 130.000 lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá, đèn wifi này. Đèn wifi giá sẽ là 130k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop cập nhật các cái mẫu hàng Tết về la liệt để gửi tới các bác luôn. Đó, thì hôm nay bên shop về cho các bác các cái mẫu khay mứt Tết rất là đẹp. Thì bên shop về sẽ có 3 mẫu chủ đạo để gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Đó, cầm bỏ tranh ghế này. Bên em thì ship quốc toàn quốc, ship code toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó. Và em lên cho các bác các cái mẫu khay mứt Tết của bên em thì bên em sẽ chia ra làm các cái mẫu theo kiểu là K1, K2, K3. Đó thì con mẫu này đầu tiên nó sẽ là con mẫu K1 này. Đấy, con này thì các bác cứ xoay này, nhấp vào là nó nhấp xuống, xoay này nó sẽ vào này. Đấy, mở này nó sẽ ra này. Đấy, nhấp xuống như này xoay phát là vào luôn. Rất ngon nhá. Đó, nhấp xuống này trước. Đấy, khi các bác mở ra nhá, lưu ý các bác khi mở ra này, mở ra thì nó sẽ là nó sẽ khóa lẫy này, thì các bác nhấp xuống này cho em, sau đó sập phát là nó vào luôn. Đấy, mở ra thì bình thường, còn khi cho xuống thì ấn cái này xuống trước này, sau đó thì mình sập lẫy vào này. Rất là ngon nhá. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5 ngăn bên trên và 5 ngăn bên dưới, tổng nó sẽ có là 10 ngăn. Đây, đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Thì con này anh em các bác lên mã giúp cho em đó là khay K1 nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 cái mấy mình nhỉ? Các bác lên cho em là khay K1 nhá. Khay K1 giá nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho con khay K1 như này. Con này thì các bác lên cho em là K1, giá sẽ là 160k. Đó, rất là ngon lành các bác này. Đấy, rất ngon lành cho bác luôn. Nó sẽ có 5 ngăn bên trên, 5 ngăn bên dưới nhá. Đấy, con này thì lên mã giúp cho em đó là khay K1, giá của nó sẽ là 160.000. Đó, 160.000, lên cho em là khay K1 nhá, 160k này. 160.000 cho con khay K1 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã khay mới, đó là cái mẫu K2 nhá. Con này thì các bác lên cho em là mẫu K2. Đấy, mẫu K2 con này thì cũng rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì các bác sập lẫy bằng tay vào như này. Đấy. Và nó cũng có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 ngăn. 6 ngăn rất là to luôn, 6 ngăn rất là to luôn các bác nhá. Đấy. Khi các bác mở thì các bác nhấn này là nó sẽ mở ra này. Đấy, nhấn này cho em là nó sẽ mở ra. Đó thì các bác sẽ nhấn như này hoặc là nhấn lần lượt này là nó sẽ mở ra các bác nhá. Đấy. Nhấn này cái lẫy này nó sẽ mở ra này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là bằng lò xo nên các bác nhấn lẫy này là nó sẽ mở ra cho em. Đấy, nó rất là tiện ích và nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 ngăn như này, 6 ngăn như này các bác nhá. Đấy. Con này thì khá là sâu luôn, cái ngăn này của nó là nó có 6 ngăn thôi nhưng rất là sâu nhá. Rất là sâu ngăn và có thêm một ngăn bên trên nữa là 7 ngăn. Đó, có sẽ có một cái ngăn nhỏ trên này. Đấy là 7 ngăn các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp, màu hồng rất là đẹp, đúng không khí ngày Tết luôn. Con này thì các bác lên cho em là khay K2 nhá. Con này thì giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, lên cho em là khay K2 này. Đó, khay K2, giá của nó chỉ có cho các bác là 95k thôi nhá. 95.000 cho con khay K2 như này. Giá sẽ là 95k. Con này thì rất là chắc chắn, bền đẹp. Con này thì nó bằng lẫy tay như này thì các bác yên tâm, không bao giờ lo bị hỏng hóc nhá. Đấy, rất là chắc chắn cho các bác luôn. Đây, và nó sẽ có một cái nắp bên trên như này. Đấy, thì nó sẽ có 6 ngăn tất cả. Thì lên cho em là khay K2 nhá. K2 giá của nó sẽ là 95k nhá. 95.000 cho một cái khay K2 như này. Rất vừa vặn và xinh xắn cho các bác luôn. Đấy, các bác chỉ cần nhấp như này là nó sẽ bật ra này. Đấy, nhấp này cho em là nó sẽ bật ra thôi. Đó, các bác nhấp này cho em, nhấp đẩy tay một chút nhá. Đấy, nó có cái lẫy ở đây, nó có cái lẫy cá ở đây cho nên khi các bác nhấp thì nhấp đẩy tay một chút là nó sẽ bật ra. Đấy, nhấp đẩy tay một chút nhá, nhấp mạnh một chút là nó sẽ bật ra thôi. Đấy, đây các bác này. Đấy, đẩy vào này, nhấp mạnh một chút nó sẽ bật ra này. Đấy, rất là tiện ích các bác nhá, rất tiện ích luôn. Và con này thì nó đậy kín như này thì khi các bác để thì không sợ bị ruồi muỗi kiến dán rồi mất vệ sinh các bác nhá. Đấy, khi các bác mở thì các bác nhấp đẩy tay cho em. Đấy, nhấp ở trên này hoặc là các bác nhấp trực tiếp vào đây nhá. Nhấp trực tiếp vào đây là cái lò xo này nó sẽ bật ra. Đấy, nó sẽ bật ra cho các bác nhá. Nhấp đẩy tay một chút là nó sẽ bật ra thôi các bác nhá. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác một cái hệ thống lò xo. Đấy, có lò xo ở đây. Đấy, cho nên là khi các bác dùng thì mình lưu ý giúp cho em. Đấy, có 6 ngăn bên ngoài và một ngăn bên trong là 7 ngăn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái khay, một cái khay rất là đẹp đây. Các bác lên cho em cái khay này thì các bác lên cho em là khay K3 nhá, khay K3.
Đó thì hoặc là lên cho em cái khay này, nó sẽ là khay sen đi, khay sen đi cho nó dễ. Đó, tại vì là nhiều ca quá thì các bác lại không nhớ được. Cái này thì nó sẽ là khay hai tầng hình bông sen này, rất là đẹp và có thể xoay tròn như này nhá. Đấy thì lên cho em là khay sen vàng nhá, khay sen vàng. Đấy, nó sẽ là bằng nhựa và mạ vàng rất là đẹp như này. Thì lên cho em là khay sen vàng. Con này thì giá cũng rất hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, 150.000 cho con khay sen vàng như này. Lên mã giúp cho em đó là khay sen vàng này. Khay sen vàng, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho con khay sen vàng như này. Đó, con này của nó thì bỏ cho anh cái hộp vào đây. Hàng khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng rời nhá, lấy cái đẹp ấy. Khi các bác nhận được hàng thì lấy cái hộp đẹp ấy. Đây. Chán quá. Nó sẽ là hàng nguyên trong hộp như này con này, nguyên trong hộp như này và nó sẽ rời hết nhá, rời hết các bộ phận. Đó, chứ nó không có lắp nguyên như này đâu. Và nó sẽ rời hết các bộ phận như này. Và trong hộp thì nó sẽ đầy đủ trọn bộ cho các bác và có cả giấy hướng dẫn nhá. Đấy, có cả giấy hướng dẫn đây các bác này. Đây. Đấy. Về nhà thì các bác cứ lắp đặt từng bộ phận một theo giấy hướng dẫn này cho em. Đấy, có cả mã QR các bác này. Các bác lên các bác quét cái mã QR này là nó sẽ ra có cả video hướng dẫn luôn. Hoặc các bác lên TikTok hoặc lên YouTube các bác gõ là cách lắp khay mứt sen nhá, khay mứt sen là nó sẽ ra. Đó, khay mứt sen vàng là nó sẽ ra. Và con này thì giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Đây, đấy các cái bộ phận này, các cái chi tiết lắp này, 1 này, đấy, 2 3 các thứ này. Đây, người ta hướng dẫn rất là chi tiết này, có cả tiếng Anh luôn nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là hàng rời như này nhá. Hàng rời trong hộp như này. Đấy, về nhà thì các bác tự các bác lắp vào giúp cho em nhá. Lắp vào giúp cho em. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khay sen vàng nhá, khay sen vàng, giá sẽ là 150.000. Rồi ok.